nghiêu hữu đạo và vân cơ cũng nhanh chóng rời đi xuyên qua vài khu núi rừng hạ xuống một chỗ hẻm núi lần nữa chạm mặt với viên cương và lữ vô song lúc này lữ vô song đầu đội nón tre bị viên cương canh chừng mà trên da viên cương cũng phết một tầng thuốc màu che đậy màu da vàng nhạt trên mặt đương nhiên cũng đeo mặt nạ lữ vô song thấy hai người trở về nàng ta hỏi các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu một cái với vân cơ Vân cơ tiến lên nắm cánh tay của Lữ Vô Song cùng nhau dao động mạnh thân thể cách xa chút ít. Sau khi Nghiêu Hữu Đạo tung ra bản đồ trên tay, cùng Viên Cương gặp mặt nhau, hắn báo cặn kẽ cho Viên Cương tình hình biết được từ bên Tây Hải Đường. Viên Cương nghe nói Thánh La sát giết dân chúng vô tội của Thành Thiên, ánh mắt của hắn ngưng trọng. Cần phải một lần thành công, không thể để cho nàng ta chạy, nếu không sẽ giết hại nhiều dân chúng vô tội hơn nữa. Nghiêu Hữu Đạo, nàng ta có thể chạy ra ngoài, hẳn là bị chọc giận, hiện tại đang nổi điên lên, ta không nắm chắc có thể trong nháy mắt làm nàng an tĩnh lại. Nếu dùng sức mạnh, ta không làm được cũng phải chết trên tay nàng, cho nên cần dựa vào ngươi rồi. Sau khi lữ vô song lộ diện một cái, mượn danh tiếng của nàng ta xua tan các phe tu sĩ, ngươi lập tức động thủ, cần phải trực tiếp ngăn cản nàng một lúc, ta sẽ động thủ từ phía sau lưng nàng. Viên cương gật đầu, được, nghiêu hữu đạo, ngăn cản nàng ta, tốt nhất là ôm lấy nàng ta, ngươi có nắm chắc không? Viên cương giơ tay lên nhìn nhìn hai tay mình chưa giao thủ ta cũng không hoàn toàn chắc chắn ta sẽ làm hết sức như hữu đạo chuyện tới bây giờ cho dù có nắm chắc hay không đều phải thử một lần rồi vân cơ sẽ hợp ngươi hắn chỉ tay lên bản đồ chúng ta bây giờ ở chỗ này lập tức cắm mình lao thẳng tới huyện thành của huyện hoa sơn được viên cương đáp ứng một nhóm bốn người lập tức xuất phát gọi ra hai con phi cầm tỏa kỵ nhanh chóng bay lên không sau khi bọn họ đến gần huyện thành của huyện hoa sơn Vân cơ trực tiếp để hai con phi cầm tỏa kỵ lèn vào không gian dưới đất, sau đó bốn người xông thẳng tới huyện thành. Chương 2097, tình hình có biến. Cửa thành mở rộng ra, bốn người đi bộ vào trong thành, phát hiện bên trong thành một mảnh tiêu điều. Cái huyện thành lớn như vậy mà ngay cả một bóng người đều không thấy được, chỉ có chó lang run rẩy tìm thức ăn. "Hả, huyện thành này sao thế?" Lữ Vô Song đội nón che rũ xuống kỳ quái một tiếng. Ba người khác biết rõ tình hình lại không ngoài ý muốn dân chúng trong thành này hẳn là được sơ tán trước đó rồi như hữu đạo lo lắng bốn phía có người mai phục bị nhìn thấu đầu mối nghiêng đầu một tiếng cho nàng ta im miệng lại vân cơ lập tức âm thầm ra tay làm lữ vô song biến thành không nói được gì cử động lần này càng làm lữ vô song kinh nghi mặc dù không thể nói chuyện ánh mắt phía sau khăn che mặt lại nhìn chung quanh đi xem một chút xem trong thành có tu sĩ mai phục hay không tìm địa điểm thích hợp ẩn thân như hữu đạo lời ra khỏi miệng Vân cơ lập tức ném ưng lung vác trên lưng cho viên cương, lách vào một ngõ tắt bên trong, tìm tỏi bốn phía chung quanh. Nhiều hữu đạo và viên cương thì lại tựa như hầu ở hai bên của lứ vô song, dọc theo đường chính trong thành một đường đi về phía trước. Vân cơ sau khi trở về báo cáo, cơ bản không có ai, trong mấy căn nhà lụi bại phát hiện mấy lão nhân ra, hành động bất tiện, dường như là đơn độc không có ai quản. Viên cương lập tức nói, nói cho ta biết vị trí đại khái, nhiều hữu đạo vừa nghe là biết hắn muốn làm gì. Tên này lại ái tâm bốc đồng, lo lắng cho mấy người đó xảy ra chuyện, muốn giúp một tay rời đi, lúc này trầm giọng nói. Không cần nhiều chuyện, chúng ta tới rồi, bọn họ không có việc gì, cũng sẽ không để bọn họ có chuyện. Viên Cương hơi im lặng, ngẫm lại cũng phải, nên không nói gì thêm nữa. Lữ Vô Song quan sát đến phản ứng của hai huynh này, hơn nữa hơi chú ý Viên Cương. Nàng ta mặc dù không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng mấy người phàm phu tục tử nàng độc kia cũng có thể làm Viên Cương lộ vẻ động lòng phát hiện vị này thật đúng là kỳ quái, điều đó làm ánh mắt nàng lại lóe lóe lên. Vân cơ giơ tay lên chỉ tới một địa phương, một chỗ lầu các của đại hộ nhân gia, hẳn là địa phương có vị trí cao nhất bên trong thành, hẳn có thể trèo lên cao quan sát cả huyện thành. Như hữu đạo thuận thế nhìn lại, mục tiêu vừa đến, ở vị trí đó có thể phát hiện nhanh nhất, hắn khẽ gật đầu. Mấy người nhanh chóng chạy đến, leo lên tòa lầu cao đó, chia ra mấy cửa sổ quan sát lữ vô song miệng không thể nói trái lại thì an an ổn ổn ngồi trên ghế trong lầu chỉ có điều ánh mắt kia luôn luôn nhìn qua lại không biết đang suy nghĩ điều gì không bao lâu đột một con kim xí từ trên trời giáng xuống viên cương đưa tay đón nó lấy ra mật thư từ trong ống chân của nó rút chiếc bút do mình chế tạo từ bên trong cổ tay phiên dịch ra nội dung tương đối dưới từng hàng một chữ viết của mật thư nội dung vừa hiện lên thần sắc của viên cương hơi thay đổi bước nhanh đến trước mặt của ngưu hữu đạo đạo ra không ổn rồi tình hình có biến. Ngưu Hữu Đạo nhận tin tới tay, nhanh chóng xem một lần, cũng thần sắc kịch biến. Là thư của Tây Hải Đường, Tây Hải Đường báo cho biết, Thánh La sát sợ là không tới huyện Hoa Sơn. Trong trấn của huyện ở lân cận, người của phiêu miếu các đoán chắc khu vực Thánh La sát sắp đi qua, đã di tản toàn bộ cư trong trấn, chuẩn bị động thủ với nàng ta tại một cái chấn nhỏ. Cho nên họ không động thủ ở huyện thành này, chính là vì đề cao tỷ lệ thành công độc sát Thánh La sát. Phạm vi của huyện thành này quá lớn, trên chuẩn bị sợ là không kịp, mà tòa trấn nhỏ chỉ có một con đường chính, thuận tiện tập trung thủ đoạn. Phiêu miếu các lười tính toán thánh la sát có thể ăn cái gì hay không, chọn lựa phương thức một lưới bắt hết. Bọn họ bày đầy đủ loại thức ăn trên quầy hàng hai bên đường phố của tiểu trấn, cho dù thánh la sát thích ăn loại nào, chỉ cần biết ăn là được. Bởi vì, nhân thủ của tổ chức phiêu miếu các bằng phương thức nhanh nhất, đã hạ độc toàn bộ trong tất cả thức ăn. Vì để ngừa vạn nhất, Nhân thủ của tổ chức phiêu miếu các động thủ thậm chí kiếm được một nhóm thiên kiếm phù từ trong tay của Tống Quốc ba đại phái và vạn thú môn. Một khi Thánh La sát độc phát còn có năng lực phản kháng, tình huống cho phép, lập tức tập trung thiên kiếm phù đánh chết. Vân Cơ nhìn vào trong mắt, cũng thần sắc lộ vẻ động lòng. Đám người này, thủ đoạn thật là ác độc, đây là khi dễ nàng ta ngốc sao? Nàng ta vốn không dành thế sự, nào biết lòng người hiểm ác, bị nhìn chòng chọc lâu như vậy, làm sao có thể không bị móc ra một số sâu cạn? Ngưu Hữu Đạo trầm giọng trà sát phá hủy tin tức trong tay, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta nói nhà bên này sao lại một người tu sĩ cũng không có thế chứ? Hắn rút ra bản đồ trong tay áo, tìm được cái tiểu trấn mà Tây Hải Đường nói tới, trầm giọng nói. Không tính là xa, hy vọng còn kịp, đi. Hai con phi cầm tỏa kỵ bay ra từ dưới đất bên ngoài thành, một nhóm bốn người lần nữa bay lên không. Tiểu trấn, một cái trấn rất nhỏ được bao quanh bởi một vòng tường đất, nhiều lắm cũng chỉ có thể phòng bị một số dã thú, một con đường chính mặt đất không bằng phẳng nhà cửa hai bên gần như đều đóng chặt trên cửa quầy hàng đều bày đầy món ăn có bánh có bánh bao có màn thầu có canh thịt cũng có thịt nướng ăn mặn đầy đủ hết các món ăn có thể nói cái gì cần có đều có vài ánh mắt ẩn nấp trong trấn ở chỗ tối tăm lặng lẽ quan sát đến động tĩnh bên ngoài trong núi rừng ngoài trấn thì lại có một lượng lớn tu sĩ ẩn núp giấu giếm bản thân mình hết sức chặt chẽ kín đáo quan sát đến động tĩnh của tiểu trấn cùng bốn phía nó vì hấp dẫn mục tiêu trong ống khói của rất nhiều nhà của thị trấn nhỏ đều có khói bốc lên. Đa số tu sĩ sở dĩ núp ở ngoài trấn, đầu tiên là vì an toàn, thứ yếu cũng là sợ đánh rắn động cỏ. Tây Hải Đường cũng là một thành viên trong nhân thủ ẩn nấp, theo bên người vài tên chủ sự nhân thủ của phiêu miếu các, ánh mắt lé ra, trong lòng sầu lo. Hắn không biết nhiều hiểu đạo có thể kịp thời chạy tới hay không, cho dù chạy tới, nhiều người dám thị như vậy, làm thế nào mới có thể dưới tình huống không bại lộ mang thánh la sát đi chứ chỉ cần hắn vừa động thủ, dựa vào sự hiểu rõ đối với tình huống các phương của phiêu miếu các, căn cứ vào thuật pháp động thủ thi triển, sau đó lại phân tích, rất dễ dàng phát hiện đầu mối chuyện lớn như vậy. một khi lộ ra đầu mối, thánh cảnh tất nhiên phải lấy thế lôi đình thuận thế cha được, chỉ sợ lập tức phải mất toàn bộ mao lưu sơn trang. nói thật, hắn hy vọng nhưu hữu đạo không chạy tới, tốt nhất có thể giải quyết xong thánh la sát trước khi nhưu hữu đạo chạy tới, bởi vì hắn không cho là nhất định phải mạo hiểm vì thánh la sát. Trước đó hắn có chút dao động tâm tư không muốn báo tin, nhưng suy tính quá nhiều người tham dự, sợ phiền phức sau này không gạt được khó có thể thông báo. Thêm nữa hắn cũng không biết nghiêu hiểu đạo cái gọi là có nắm chắc là thật hay giả, nhưng người này đích xác chưa để cho mọi người thất vọng qua, bấy giờ hắn mới tiếp tục thông báo tình hình liên quan cho nghiêu hiểu đạo biết. Hắn không hy vọng nghiêu hiểu đạo bại lộ, cũng không hy vọng người này xảy ra chuyện, không phải quan tâm nhiều tới người này, mà là trước mắt chỉ có nghiêu hiểu đạo có thể cố chống chọi được cuộc diệt không phải bên thánh cảnh sớm hay muộn sắp tra được tới trên đầu bọn họ. Sự thật cũng đã chứng minh, như hữu đạo đích xác chống đỡ được cuộc diệt, nếu không kiểm tra đối chiếu sự thật sự việc của các phái sao có thể kéo dài tới hiện nay. Người tới, một thành viên của phiêu miếu các nhắc nhở một tiếng, Tây Hải đường lấy lại tinh thần nhanh chóng nhìn chăm chú. Một đôi cánh phát ra ánh sáng bạc thu liếm, co rút lại phía sau lưng, thánh la sát giống như yêu ma đến trái đất từ từ đã rơi vào trong tiểu trấn, mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía ánh mắt đã rơi vào trên nóc nhà bên cạnh, phía trên ống khói đang có khói bốc lên. chương 2098, đánh cực sinh mệnh một Cạch, thân hình chợt nhoáng lên một cái, một cánh cửa nhà đóng chặt tan giã, thánh la sát va chạm đi vào, quan sát đến các góc phòng trong, đi vào gian bếp đang có nhóm lửa. Nàng ta không phát hiện có người, đẩy ngã ầm ầm mấy miếng tường, vẫn không phát hiện có bóng người. Bình, vách tường sụp đổ, thánh la sát vọt ra từ chỗ sụp đổ, lại trở về trên đường phố, không nhanh không chậm đi về phía trước ánh mắt cha xét hai bên mùi hương thức ăn phiêu đãng đầy đường làm cánh mũi của nàng thỉnh thoảng phập phồng một đống bánh bao nóng hôi hổi trắng xóa thánh la sát dừng bước đưa mắt nhìn một lượt sau đó lại nhìn về phía trước tiếp tục theo đường phố đi về phía trước ánh mắt cũng thỉnh thoảng bị chi phối bởi thức ăn hấp dẫn trên quầy hàng vào lúc thánh la sát đi tới trên đường phố nàng ta dừng bước cánh mũi liên tục phập phồng từ từ quay đầu lại nhìn về phía mấy con gà nướng mỡ vàng óng ánh nhỏ xuống được treo ngược trên giá nướng bên cạnh. Nàng đưa mắt nhìn, thân thể chuyển động theo ánh mắt, đi tới trước lò nướng lửa than, ánh mắt quan sát qua lại trên mấy con gà nướng. Cuối cùng, nàng vươn một ngón tay, cạch, đầu ngón tay sắc bén rạch ra một dấu vết trên con gà nướng, thu hồi, rút về, bỏ đầu ngón tay vào trong miệng mút một cái. Hẳn là mùi vị mà nàng ta ưa thích, nàng kéo con gà nướng đang treo trên giá xuống, không để ý phỏng tay, hai tay ôm cắn một cái, liền đứng gặm ăn trước lò nướng. Đối với mùi vị của gà nướng, thánh la sát tựa hồ có chút đam mê. Bộ xương sau khi bị nàng gặm ăn cắn nát rơi đầy đất. Nàng ăn xong một con vẫn không đủ, lại kéo xuống một con nữa từ trên giá nướng, tiếp tục đứng tại chỗ cầm gặm ăn. Xương gà rơi đầy đất, một đôi ngân chảo bóng nhảy sạch trơn lại rũi ra kéo xuống một con nữa, tiếp tục cầm ăn. Mỹ vị đặc biệt thích dường như có thể làm cho nàng quên mất mục đích chuyến này của mình mỹ vị dường như có thể khiến người ta quên mất cừu hận. Ánh mắt ẩn nấp trong bóng tối, trong góc thấy thế âm thầm mừng rỡ không thôi, chờ, và chờ thánh la sát ngã xuống. Bọn họ cũng không nghĩ tới thánh la sát không ngờ thích gà nướng như thế, ăn hết một con lại một con vẫn không đủ, không ngờ lại vẫn còn tiếp tục. Tổng cộng 6 con gà nướng được treo đấy, khi nàng ta gặm xong con thứ năm, móng vuốt vươn tới con thứ sáu, vào lúc đầu ngón tay đã chạm vào một con gà nướng cuối cùng, móng vuốt đưa ra chợt cứng lại năm cái lợi chảo rất mất tự nhiên run lên một cái lại như là co quắp nàng ta lui về sau một bước lại lui thêm bước nữa móng tay đưa ra buông xuống hai tay đồng thời ôm chặt bụng nàng hít thở có chút rồn rập cảm giác thở dốc dần dần kịch liệt ngân vân quỷ dị trên mặt có lưu quang lưu chuyển răng cắn chặt khuôn mặt cho người ta cảm giác vặn vẹo oa a a a a thánh la sát chật ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng tiếng rít thê lương mãnh liệt một đôi ngân xí phía sau lưng bung ra cánh lớn quạt gió, chợt bay lên trời. Nhưng nàng vừa bay lên không, hai cánh dường như liền vô lực rồi, tựa như không cách nào vỗ như bình thường được, hai cánh run lẩy bẩy. Nàng lơ lửng giữa trời, thân thể cũng dần dần run rẩy chuyển động. Hai mắt trợn to nhìn phương xa, nhưng toàn thân yêu lực không cách nào điều khiển bản thân mình bay về phía trước. Nàng lay động, lơ lửng đung đưa, có vẻ như lảo đảo sắp ngã. Từng người một ẩn nấp trong rừng núi chung quanh thị trấn nhỏ mở to đôi mắt nhìn chằm chằm, nín thở ngưng thần nhìn chăm chú, đang mong đợi, đang mong đợi kết quả mà bọn họ mong muốn xuất hiện. Thánh la sát lơ lửng giữa trời không phụ sự mong đợi của mọi người. Nàng ta lảo đảo sắp ngã đột nhiên rơi xuống như diều đứt dây vậy. Bịch, nóc của một ngôi nhà bị đập thùng, kiến trúc của cái thị trấn nhỏ này vốn chưa nói tới cái gì bền chắc. Các loại gạch ngói vụn nát rơi xuống loạn xạ chôn vùi thánh la sát đang run lẩy bẩy ngay chỗ mai phục. Hai cánh tản ra ngân huy trở nên bẩn thỉu Ngân Huy quang mang trên hai cánh lúc sáng lúc tối không chừng, hiện ra trạng huống thân thể của nàng đang trong đau khổ. Xoạt, nàng ta vung tay gạt bỏ gạch ngói gỗ vụn đè trên người, muốn bỏ dậy, lại chợt ôm chặt bụng, đau đến mức lại gục xuống, không ngờ lại không có lực đứng lên. Nàng ta dẫy dụa muốn leo ra ngoài đống bẩn thỉu đáng ghét này. Bảy tám người âm thầm ẩn núp trong thị trấn nhỏ vọt ra, hoặc từ đường phố, hoặc từ bốn phía tới gần nóc nhà, từ từ tới gần chỗ rơi xuống của thánh la sát. Có căn nhà ngăn cách, không biết tình trạng của đạo thánh la sát ở bên trong nhà như thế nào, ai cũng không dám tùy tiện xông lên trước mặt. Nhưng mà không tới gần dò rõ tình huống lại không được, phía ngoài người của phiêu miếu các vẫn chờ, chờ bọn họ báo tin. Một đám người vây quanh tới gần, người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cảnh giác mục tiêu rơi xuống, tiếp tục từ từ tới gần. Lúc này đã sắp đến đêm, ánh nắng chiều vô cùng tươi đẹp. Người ẩn nấp trong rừng núi bốn phía đang chờ đợi, họ đợi người giám thị trong thị trấn nhỏ báo tin đám người họ đến gần căn nhà mà mục tiêu rơi xuống thêm chút nữa một người đột nhiên chộp được chiếc xe đẩy bên cạnh đường phố vung tay xoay mạnh ầm um, xe đẩy vỡ vụn cũng đánh sập một mặt vách tường của căn nhà có mục tiêu trong bụi mù tràn ngập có ngân huy chấp động đợi bụi mù hơi rơi xuống bọn người họ thấy rõ thánh la sát vùng vẫy trên đất chúng chiêu rồi tu sĩ ném ra xe đẩy mừng rỡ hô to một tiếng những người khác nhìn xung quanh bốn phía thấy hắn dám lớn tiếng trương dương biết được sẽ không có sai lập tức đua nhau xuất thủ, gần như đồng thời đánh cho đổ sập bốn phía căn nhà của mục tiêu. Thánh la sát muốn vùng vẫy bỏ dậy lại bị vật nặng sụp đổ ở dưới đè nằm xuống, lần này là thật sự bị vùi lấp rồi. Trong phế tích, một cái móng vuốt đẩy ra đồ vật vùi lấp, thánh la sát cố sức bỏ ra bên ngoài. Đám người chung quanh thấy nàng ta ngay cả leo ra ngoài cũng đầy thương tích, bọn họ thở ra nhẹ nhàng, biết được ổn thỏa rồi, nhưng vẫn không dám tùy tiện tới gần. Trong đó có người lập tức bay tới trên nóc nhà được xây cao nhất trong trấn, vất tay liên tục ra bốn phía, phát ra tín hiệu. Xong rồi, một tên nhân thủ của phiêu miếu các nằm ở bụi cỏ trong núi rừng nhanh chóng bỏ dậy, âm thanh mừng rỡ vỗ tay hoan nghênh, tiếp đó vung tay lên, thi pháp quát. Đi, bao vây, tín hiệu phát ra, một lượng lớn tu sĩ mai phục trong núi rừng bốn phía đua nhau hiện thân, đua nhau bay vút tới thị trấn nhỏ. Trên nóc nhà của trấn nhỏ, rất nhanh sau đó liền khắp nơi là người, vây xem thánh la sát kia vùng vẫy. Tây Hải Đường cũng có mặt trong đó, thấy bộ dạng chật vật không chịu nổi của thánh la sát, âm thầm than vãn tiếc rẻ không dứt. Hắn cũng thật bất ngờ, không ngờ lại thật sự bị những người này đắc thủ. Hắn là người tận mắt nhìn thấy thánh la sát và ngũ thánh giao thủ, muốn không cảm khái cũng khó khăn. Thánh la sát mà ngũ thánh liên thủ cũng không giải quyết được, không ngờ lại ngã xuống bởi một đám tiêu tiểu thủ hạ. Hắn nhìn chung quanh, vẫn không thấy đám người như hữu đạo tới. Chỉ có điều dựa theo thời gian tính ra, Nhiều Hữu Đạo phải nhận được tin tức của hắn đang chạy tới đây. Nơi này cách huyện thành của Hoa Sơn cũng không tính quá xa, hẳn cũng sắp đến rồi, trừ phi trên đường truyền tin tức xảy ra điều gì bất ngờ. Hắn hiện tại thật ra thì kỳ vọng bên này nhanh chóng giải quyết Thánh La Sát, tránh cho nghiêu Hữu đạo chạy tới xuất hiện tình tình phức tạp. Nếu nghiêu Hữu đạo thật sự xảy ra sơ suất gì, mọi người đều chịu không nổi, hắn cũng đừng nghĩ rơi vào tình cảnh gì tốt đẹp. Thánh La Sát leo lên trên mặt đất, nhìn thấy mình bị một đám người vây xem. Nàng phát ra một tiếng thét dài thê lương mãnh liệt oa a a. Ngân Huy trên người trong dây lát lại sáng mấy phần, không ngờ nàng ta lại dùng sức đứng lên. Mọi người giật mình, đua nhau lui về sau một chút. chương 2099, đánh cực sinh mệnh 2. Có người đá ra đường phố cạnh cắm cột dùng đích, hòn đá, một tiếng cạch đánh vào trên người của Thánh La Sát. Thánh La Sát lảo đảo một cái, chợt quay đầu lại nhìn về phía hắn, đột nhiên bắn nhanh ra một cái, tốc độ cực nhanh khiến mọi người hoa mắt. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, chỉ thấy người đá ra hòn đá há to miệng, lồng ngực đã bị thánh la sát một chảo xuyên qua. Bình, một chảo khác của thánh la sát đánh vỡ đầu của hắn, óc văng khắp nơi. Mọi người cả kinh, lại lần nữa lui ra xa chút ít. Chấp sự của phiêu miếu các chú khu vực này bên cạnh tây hải đường quát lên. Trực tiếp lấy thiên kiếm phù giết chết ả à ta, lập tức có mấy người lấy ra thiên kiếm phù, tên chấp sự đó lại là người đầu tiên xuất thủ. Thiên kiếm phù bàng bạc năng lượng ra, đánh ra một đạo thiên kiếm cương ảnh. Thánh La Sát nghiêng mình điên cuồng xông đi, cứng rắn xông tới phía Thiên Kiếm Cương ảnh bắn tung ra. Oanh! Trong tiếng vang dội Thánh La Sát nhảy lên bị đánh rơi xuống đất lảo đảo. Ngay sau đó đạo Thiên Kiếm phủ thứ hai lại bổ tới. Oa a a à, 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 Thánh La Sát phát ra tiếng rền rĩ thê lương mãnh liệt phung chảo điên cuồng đánh một cái, đánh tan kiếm cương đang đánh tới. Gió mạnh điên cuồng tràn đầy lật ngược căn nhà không mấy kiên cố. Bếp lửa hai bên đường phố cũng tung bay, trong cuồng phong đốt lên kiến trúc của trấn nhỏ lửa mượn gió thổi nhanh chóng thiêu đốt mãnh liệt thiên kiếm phù trên phi cầm tòa kỵ phía trời xa lướt đến như hữu đạo cất tiếng âm trầm đã có thể nhìn thấy rồi có thể nhìn thấy thiên kiếm cương ảnh lóe sáng soàn xoạt trong trấn nhỏ có khói dâng nghi ngút kia trên một con phi cầm tòa kỵ khác song song phi hành vân cơ khống chế lữ vô song cũng trầm giọng nói những người kia động thủ rồi xem ra thánh la sát đã nói nếu không bọn họ không dám thánh la sát ánh mắt của lữ vô song lóe sáng trong đôi mắt sáng lóe lên vẻ kinh ngạc, liên tưởng đến tình hình không một bóng người của Hoa Sơn huyện thành. Nàng và con hầu tử kia tùy thời mà động, ta mang nàng ta đi trước. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại dặn dò một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái. Vân Cơ cũng nghiêng mình bay tới, hai người lơ lửng trên không trao đổi vị trí. Ngưu Hữu Đạo nắm cánh tay của Lữ Vô Song, kéo xuống chiếc nón trên đầu nàng, ném cho Vân Cơ bên cạnh. Ai ngờ Lữ Vô Song ánh mắt chấp liên tục, lại ôi. Một tiếng, thân thể mềm nhún, liền sụi lơ xuống đất. Nghiêu hữu đạo một tay đỡ lấy nàng ta, nàng ta mặc kệ, hai chân lại mềm nhún sụp xuống, cái đầu vô lực ngã xuống. Nghiêu hữu đạo giơ tay lên ra hiệu một chút, hai con phi cầm tòa kỵ không dám tùy tiện tới gần chấn nhỏ, lúc này quanh quẩn trên không chung. Nghiêu hữu đạo nhanh chóng thi pháp dò xét thân thể của Lữ Vô Song, còn tưởng rằng thân thể nàng ta xảy ra tình trạng gì. Kết quả hắn không phát hiện bất kỳ vấn đề gì, lúc này giật Lữ Vô Song hai cái nàng làm cái gì vậy hả? Cái đầu cúi xuống nghiêng nghiêng của Lữ Vô Song cười mà như không cười. Tâm tình không tốt, thân thể khó chịu, Ngưu Hữu Đạo nổi giận, nàng chớ đi theo ta bộ dạng này, Lữ Vô Song hừ lạnh, ngươi mang ta ra ngoài, còn trang điểm cho ta, ta biết ngay các ngươi muốn lợi dụng ta. Nàng ta làm ra bộ dạng suy sụp sụi lơ, có vẻ như đang nói, ta xem ngươi làm thế nào lợi dụng. Phương hướng chấn nhỏ, thanh âm gấp gáp của thiên kiếm phù ầm ầm liên kích, có thể thấy tình cảnh khẩn cấp vội vàng của Thánh La Sát. Nghiêu Hữu Đạo nhìn một chút phương hướng chấn nhỏ động tính kịch liệt, lại nhìn nhìn bộ dạng giả chết của nữ nhân này, lập tức giận không kềm được. Ba người xem như đã nhìn ra, nữ nhân này trước đó ngoan ngoãn là đang giả vờ, thật ra đã sớm trong lòng hiểu rõ rồi, người ta một mực chờ đợi, đang đợi tới thời khắc quan trọng hơn làm khó dễ đây mà. Vân cơ hỏi lạnh lùng, lữ vô song, nàng có phải chán sống hay không, khi dễ chúng ta không dám giết nàng hay sao? Lữ vô song đáp, đã rơi vào trên tay của các ngươi, ta không trông cậy có thể có kết quả gì tốt. Sâu kiến còn ham sống, ta chỉ muốn được bảo đảm cho việc sống sót mà thôi. Ta muốn cái gì, các ngươi nên biết, nàng ta hơi nghiêng đầu nhìn viên cương, ba người đã hiểu, hai mắt của viên cương tué lửa nhìn chầm chầm nàng ta. Nhiều hữu đạo một phen đỡ lên lữ vô song, nghiến răng, phát hiện nữ nhân này thật đúng là biết chọn lựa thời điểm, hận không thể xé sống nàng ta ra, thế nhưng lúc này quan trọng hơn, lại không dám làm gì nàng ta cả. Lữ vô song nở nụ cười, như hữu đạo càng không kiềm chế được nỗi lòng. Nàng ta càng cao hứng, bởi vì như hữu đạo quan tâm, chỉ cần hắn quan tâm, tỷ lệ thành công của nàng ta càng cao hơn. Viên cương nhìn phương hướng chấn nhỏ tình huống khẩn cấp, bỗng quay đầu lại nhìn về phía lữ vô song. Nàng như vậy có ý nghĩa sao? Nàng không sợ sao chuyện này ta đổi ý ư? Ngữ khí của lữ vô song đột nhiên trở nên sát phạt quyết đoán. Huynh nếu đổi ý, ta cũng biết, ta hiện tại chỉ cần một câu nói của huynh chỉ cần huynh đồng ý cưới ta ta liền toàn lực hợp các người không chỉ là hiện tại hợp chỉ cần trở thành người một nhà thân phận của ta các người cũng biết sự trợ giúp mà ta có thể cung cấp có lẽ vượt quá các người tưởng tượng ta nếu không có giá trị các người cũng sẽ không để lại ta đến bây giờ viên cương có đáp ứng hay không hiện tại chỉ một câu nói của huynh ta tức thì mang cánh mạng của mình đánh cuộc với huynh nàng đích xác là đang đánh cược mệnh một khi kéo dài chậm mất bên chấn nhỏ không còn kịp nữa, thì bên này rất có thể sẽ làm thịt nàng. Hai gò má của viên cương căng thẳng, tình hình bây giờ, có thể bị ép tới mức ngay cả thời gian suy tính cũng không có, đột nhiên hắn cả giận nói. Ta đáp ứng cô, lữ vô song, thời hạn, không có khả năng một mực kéo dài tiếp tục, viên cương giọng căm hận nói. Sau khi trở về lập tức cưới nàng, hài lòng hay không? Được, lữ vô song lập tức tinh thần tỉnh táo đứng thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía chấn nhỏ. Đi, cứu người thôi. Trong mắt của Ngưu Hữu Đạo phun ra lạnh ý lành lành, gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân này, tình huống đột biến, đưa đến bên này phản ứng hấp tấp, bị nữ nhân này tìm được cơ hội lợi dụng sơ hở, nói cho cùng vẫn là khinh thường, xem thường nữ nhân này. Đạo gia, người còn chờ gì nữa? Lữ vô song quay đầu lại hỏi, không ngờ lại xưng hô, đạo gia, theo một nhóm người này, dù như thế nào nghe đều có loại ý vị trêu chọc bên trong. Nuốt không trôi cục tức này, muốn tìm ta tính sổ chứ gì, có phải là đợi các người qua cửa ải này trước rồi nói sau hay không? Như hiểu đạo phất tay áo, không cần phải nhiều lời nữa, cũng sợ không còn kịp rồi, lúc này khống chế phi cầm tỏa kỹ nhanh chóng bay về phía chấn nhỏ. Vân cơ giơ tay lên vỗ vào đầu vai của viên cương, ấn ấn. Tiện nhân kia quay đầu lại hãy tính sổ, thân huynh tài năng nổi bật, trước tiên ngồi sổm, tránh cho bị người khác nhìn thấu đầu mối. Viên cương căng thẳng quay hàm không thể không ép mình tĩnh táo lại. Hắn biết hiện tại chuyện gì quan trọng hơn, hắn cúi thấp người xuống, ngồi xổm trên người phi cầm tỏa kỵ, hơi nép sát thân hình, ít nhất cần phải tránh bị người khác trực tiếp nhìn thấu điều gì. Vân cơ cũng điều khiển phi cầm tỏa kỵ xông về chấn nhỏ, chẳng qua là lại chạy lệch về phía bầu trời, tránh được người của mặt đất tra xét quá nhiều. Thật sự là không cẩn thận không được, theo lý thuyết bọn họ không nên công khai hiện thân, một khi bị người ngoài nhìn thấu điều gì, hậu quả khó mà lường được. Thật ra chẳng những là Tây Hải Đường không muốn như hữu đạo tới, Vân Cơ trong nội tâm ít nhiều cũng không nguyệt, thậm chí không nghĩ ra, Nưu Hữu Đạo là người lý trí như thế, làm sao có thể mạo nguy hiểm loại này, hoặc là nói không đáng, nhưng nàng vẫn toàn lực hợp. Bởi vì nàng đã biết một thân phận khác của Thánh La Sát là ngân nhi của Mao Lư Sơn Trang. Chương 2100, vùng vẫy giấy chết. Nưu Hữu Đạo đầu tiên là vì Viên Cương, giờ này lại vì Thánh La Sát, bởi vì hai người này đều xem như người của Mao Lư Sơn Trang, đều xem như người bên cạnh Nưu Hữu Đạo. Mà nàng ta nghĩ tới thân phận hiện giờ của bản thân mình cũng gần giống với hai người này. Trải qua một số chuyện, nàng ta đại khái hiểu được, nếu đổi là nàng ta gặp nguy hiểm, như hữu đạo xem ra cũng sẽ tận lực đi cứu nàng ta. Cái gì gọi là mạnh mẽ chống đỡ chứ? Một đám tu sĩ vây kín trong chấn nhỏ ngày hôm nay xem như kiến thức rồi. Ba người từ ba phương hướng đồng thời thi triển thiên kiếm phủ nhắm ngay thánh la sát vây vào giữa đánh tung. Thánh la sát vung tay, vung cánh nhanh chóng đánh tan thiên kiếm cương ảnh lao tới liên tiếp vị trí chỗ thánh la sát đứng đã tạo thành một cái hố to hình bán cầu. Nàng ta đứng ngay giữa cái hố to thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu lớn, liều mạng chống đỡ. Thiên kiếm phù có hạn, Tây Hải Đường nhắc nhở một tiếng, chấp sự của phiêu miếu các chủ sự ở chỗ này đã dùng hết hai tấm thiên kiếm phù, lúc này đứng ngoài quan sát trận chiến, nghe vậy cười lạnh. Nhanh lên, à ta đã sắp không chịu đựng nổi nữa. Lấy ra hết thiên kiếm phù mà vạn thú môn của ngươi có đây, chỉ cần diệt trừ được tên yêu nghiệt này, ngươi có thể yên tâm, dùng bao nhiêu thiên kiếm phù, phiêu miếu các đều một tấm trả cho ngươi không thiếu. Thánh la sát đích xác có dấu hiệu chịu không nổi rồi, trên tốc độ phản ứng đã chậm không ít, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, từ tốc độ phản ứng lúc đầu có thể chặn lại tất cả thiên kiếm cương ảnh, đến bây giờ thỉnh thoảng bị thiên kiếm cương ảnh đánh trúng. Tần suất bị đánh trúng càng ngày càng cao rồi, nhưng nhục thân quả thật cực kỳ cường hãn. Thánh la sát vào lúc này, miệng đầy máu tươi uông uông, giống như con thú bị nhốt mình đầy thương tích, trong tiếng hô lộ ra vô tận không cam lòng, muốn xông ra cái hố kia lại hữu tâm vô lực, cho dù xông về phương hướng nào, đều bị lôi đình nhất kích của thiên kiếm cương ảnh chặn lại. Trong mắt lộ ra tràn đầy ý vị vùng vẫy giấy chết, một đôi ngân xí lại hàng trăm hàng ngàn vết thương, giống hai trang giấy rách nát từng chịu đựng bảo táp xâm nhập vậy, gần như chỉ còn lại khung xương, hơn nữa máu rầm rề. Tốc độ phản kháng càng ngày càng chậm, trước sau hai đạo thiên kiếm cương ảnh đồng thời đánh chúng trước ngực phía sau lưng, phốc. Một ngụm máu tươi sặc ra, thánh la sát kìm lòng không đặng quỳ gối trong hố, song trưởng ôm đầu chịu đựng thiên kiếm cương ảnh liên tiếp đánh tới. Không ngăn được, chỉ còn lấy mạng đi chống đỡ, nghĩ rằng cái chết đã đến cuối cùng. Dừng tay, không trung đột nhiên có một tiếng quát chói tai truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con phi cầm tỏa kỵ đột nhiên đi tới bên trên chấn nhỏ, bay vòng quanh trên không, chính là Ngưu Hữu Đạo che giấu hình dáng cùng Lữ Vô Song tay áo bồng bềnh. Ngưu Hữu Đạo hầu phía sau lưng nàng ta, sợ người khác nhìn thấu lữ vô song có vấn đề, không dám dìu nàng, chỉ có thể ở dưới chân âm thầm thi pháp, ổn định lại hai chân của lữ vô song, lúc này mới khiến nàng ta đứng vững vàng trên phi cầm tỏa kỵ đang lượn vòng quanh. Như hiểu đạo, ngoại trừ Tây Hải Đường, những người khác không nhận ra được, không biết hắn là ai. Tây Hải Đường thấy qua bộ dạng dịch dung của hắn trước đó, vừa thấy liền biết người này cuối cùng vẫn chạy đến, dám lộ diện trước mặt mọi người. Trong lòng còn không kịp lầm bẩm đã thấy rõ dung mạo của nữ tử cầm đầu ngạo nghễ mà đứng, lập tức thất kinh, hai mắt trừng lớn, trong lòng kinh hô, lữ vô song. Lữ vô song, hắn biết nàng ta, vì nguyên nhân vạn thú môn canh trừng điệp mộng huyến giới, lữ vô song đã từng không chỉ một lần phát giá đích thân tới qua vạn thú môn, làm sao có thể không biết chứ. Chỉ có điều, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lữ vô song lại có thể cùng với nhiều hữu đạo, cùng nhau xuất hiện ở đây, chuyện gì xảy ra trong số tu sĩ có mặt ở đây người thấy qua lữ vô song đích xác rất ít vị phiêu miếu các chấp sự chủ sự kia cũng gặp qua nàng rồi giờ thấy nàng xuất hiện cũng thất kinh không khỏi liên tưởng đến sự việc lần trước bên trong phiêu miếu các nhằm vào người của vô song thánh địa quét sạch nghiêu hữu đạo thấy được tình hình tuyệt cảnh đau khổ của thánh la sát hiện ra trong hố trên mặt đất hắn khàn khàn cổ họng lần nữa thi pháp gầm lên vô song thánh tôn pháp giá đích thân tới ra lệnh bọn ngươi dừng tay không nghe thấy sao nghe được câu vô song thánh tôn pháp giá đích thân tới, cho dù là không nhận ra lữ vô song, cho dù chưa từng thấy, cũng giật mình không nhỏ, mọi người theo bản năng nhìn chằm chằm về phía nữ nhân thần thái hở hững bế nghệ chúng sinh kia. Dừng tay, phiêu miếu các chấp sự kia hô lên nhanh chóng, ba người thi triển thiên kiếm phủ vây công thánh la sát lúc này tự dưng giải phóng mất năng lượng bàng bạc, nhấc lên cuồng phong gào thét lao đi bốn phía, trong nháy mắt đè diệt đi thế lửa khuếch tán ở bốn phía chấn nhỏ. Chỉ có điều gió thổi vừa qua, Ngọn lửa bị tiêu diệt lại lần nữa cho tàn lại cháy, rất nhanh lại có xu thế cháy hừng hực. Đám người cảnh giác thánh la sát trong hố, chỉ thấy nàng ta song trưởng không ngờ hợp với đầu, thân thể dường như đang run rẩy không có cách nào điều khiển. "An tĩnh rồi." Lữ Vô Song lên tiếng, "Ai là chủ sự nơi này?" Vị chấp sự nọ vội vàng chắp tay nói, phiêu miếu các tống quốc ti chấp sự Trần Hám khôi tham kiến Vô Song thánh tôn. Thấy hắn lên tiếng xác nhận đích thật là Lữ Vô Song, một đám người dưới mặt đất lập tức nơm nớp lo sợ thấp thỏm đều có chút hít sợ hãi. Lữ vô song trên cao nhìn xuống, hờ hững nói, khá quen đấy, bản tôn tựa như tại vấn thiên thành đã gặp qua ngươi, người của nguyên bản tử đúng không? Thân là chấp sự phụ trách một quốc gia, há chỉ là khá quen, nàng ta là nhớ đấy, nhưng nàng đang cố ý làm dáng thôi. Trần hám khôi vội nói, thánh tôn minh giám, thuộc hạ đích xác tại vấn thiên thành từng có gặp mặt một lần thánh tôn. Lữ vô song, truyền lệnh, tất cả mọi người thối lui ra khỏi nơi này ngoài 30 dặm cái này, trần hám khôi có chút do so dự, liếc nhìn thánh la sát trong hố đã cận kề diệt phong, mắt thấy đã nhanh đắc thủ, hiện tại từ bỏ giường như cũng có chút không nói được. nói trắng ra là hắn cũng không phải người của vô song thánh địa, thêm nữa giờ này thái độ của thánh cảnh và phiêu miếu các đối với vô song thánh địa, hắn có chút khó có thể làm quyết định. lữ vô song lạnh lùng bồi thêm một câu, cút, người nào trái lệnh, chết. giả, dạ, trần hám khôi không thể không tuân lệnh. sau khi hắn chắp tay lĩnh mệnh, phất tay hô lên một tiếng với mọi người rút lui trước khi hắn đi còn ngẩng đầu nhìn chỗ cao hơn trên bầu trời phát hiện còn có một con phi cầm và kỵ đang lượn vòng ở địa phương cao hơn một nhóm ngửa phí hết tâm tư chuẩn bị đã nửa ngày lại bận rộn một hồi lâu không dám nói thêm cái gì cũng không dám biểu hiện ra điều gì bất mãn cứ như vậy ủ rủ âu sầu đi nha lúc họ bay khỏi tây hải đường thỉnh thoảng quay đầu lại hiện tại cuối cùng hiểu rõ nghiêu hữu đạo cái gọi là có nắm chắc là chuyện gì xảy ra lại rời được lữ vô song đến khó trách có lữ vô song ra mặt đích xác không cần ra tay làm cái gì, không ra tay hiển lộ thuật pháp, đương nhiên cũng không sợ bại lộ. Hắn hiện tại còn đang buồn bực Nghiêu Hữu Đạo sao lại cùng lữ vô song sen lẫn cùng nhau như thế, trên người của Nghiêu Hữu Đạo đó rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật. Nghiêu Hữu Đạo nhìn theo một đám người rút lui, hắn nhìn chằm chằm thánh la sát trong hố từ từ buông lỏng ra song trường. Thánh la sát cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng ta phát ra một tiếng rít phẫn nộ hơn nữa thê lương về phía hắn a a a đây là thánh la sát ư, ngay cả mục liên trạch và trường tôn di đều chết hết trong tay nàng ta, không ngờ lại bị một đám tạp vái như vậy thu thập hay sao. chương 2101, đạo đạo, ta thật khó chịu. Một, Lữ vô song thật bất ngờ, lúc nói hơi nghiêng đầu, hỏi. Người muốn cứu thánh la sát hả? Như hữu đạo im lặng, không giải thích với nàng ta việc thánh la sát bị trúng độc. Hắn chỉ nhìn chằm chằm thánh la sát phía dưới dùng cả tay chân bỏ ra ngoài hố sâu, đồng thời giơ tay ra giấu. Vân cơ theo dõi bốn phía trên bầu trời, nhanh chóng khống chế phi cầm tỏa kỵ đáp xuống, vào lúc lướt qua biển lửa nơi mặt đất, cùng viên cương rơi xuống đất. Phi cầm tỏa kỵ lướt qua chấn nhỏ lại bay lên trời, tiếp tục xoay quanh trên bầu trời. Thánh la sát leo ra ngoài hố sâu loạn tròa loạn tròa đứng vững, nhìn chằm chằm viên cương và vân cơ rơi xuống đất trước mặt, giống như thấy sinh tử đại địch vậy, nàng ta cũng không rõ người trước mắt là địch hay là bạn. Nàng ta từ từ giang hai cánh tay ra, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ oai a a hai cánh rách dưới lần nữa run rẩy mở ra tái hiện ngân huy dường như sắp thoát ra quang mang sau cùng vậy đột nhiên vù một tiếng biến mất nguyên chỗ tập trung toàn bộ lực lượng sau cùng phát ra xung kích không chết không thôi về phía địch nhân như hữu đạo cao mày đã là bộ dạng quỷ hẳn phải chết như thế rồi lại còn có khí lực chơi đùa hơn nữa xuất thủ thanh thế vẫn kinh người viên cương với thân hình hơi nằm thấp đột nhiên cũng nổ bắn ra như mũi tên rời cung nghênh đón tiếp lấy. Lữ vô song trên không trung hơi hí mắt, trong lòng hơi lộ ra kinh ngạc, bởi rằng tốc độ sông về trước của viên cương, nàng ta mặc dù không có tu vi, nhưng tầm mắt vẫn còn, lập tức nhìn ra thực lực của viên cương dường như đã hơn xa trước kia. Oanh, một tiếng vang dội của việc va chạm, viên cương đã cùng thân thể của thánh la sát đụng vào nhau, chấn khai kình phong làm hai bên lửa cháy hừng hực kịch liệt lay động. Đồng thời khi thân thể đụng nhau, hai tay của viên cương đã nắm được hai cổ tay của thánh la sát, một người một yêu mặt đất dưới chân bị nứt ra, hai chân của song phương đều từ từ trượt về sau. Oai a a, à, à, thánh la sát ngang trời lại là một tiếng gào thét, trong miệng chảy ra một lượng lớn máu tươi. Song trưởng đẩy ra khoảng cách của song phương, bắt đầu đẩy ra viên cương cả người đi vòng quanh về sau. Tốc độ đẩy càng lúc càng nhanh, gót chân của viên cương giống như chiếc cây sắt cày sới mặt đất. Hải, viên cương chợt trong tiếng hít thở, liều mạng chống đỡ được, đôi chân phát lực liền đạp lại, dần dần giáng xuống tốc độ đẩy của thánh la sát. Như hữu đạo đã khống chế phi cầm tòa kỵ rơi xuống đất, kéo lữ vô song cùng chung nhảy xuống, thả tòa kỵ bay lên không, người tới bên cạnh vân cơ, lạnh lùng một tiếng. Nàng cha xét xung quanh một chút, nếu có người nào không có mắt, không lưu người nào sống sót cả. Hắn nói với ngữ khí sơ sắc tiêu điều, điều, bên trong tiểu trấn đã là một cái biển lửa, theo lý thuyết rất không có khả năng giấu người rồi, nhưng mà vân cơ hiểu rõ, cần phải ngăn chặn bất kỳ khả năng bị nhìn thấy xuất thủ nàng nhanh chóng lắc mình mà đi, xuyên qua trong biển lửa, thì Pháp dò xét tất cả chỗ khả nghi. Mà Nghiêu Hữu Đạo đã đẩy Lữ Vô Song ra, nhưng mình xông về Thánh La Sát. Thánh La Sát muốn dùng hai cánh đánh chết viên cương trực tiếp rằng co, ngặt một nỗi hai cánh bị thương nặng, đã không cách nào thuận lợi khiến cho khớp xương trên cánh chuyển động. Có người sau lưng, Thánh La Sát cũng đã nhận ra, nhưng mà song trưởng cổ tay bị viên cương nắm chặt lấy rồi. Nghiêu Hữu Đạo lách mình đến, một bàn tay ấn sau lưng của Thánh La Sát, hóa giải thuật pháp đánh vào trong cơ thể yêu lực của nàng. Dựa theo lệ thường trước kia, Thánh La Sát sẽ vì thế mà thoải mái bình tĩnh lại, nhưng mà lần này không có, ngược lại đưa tới phản ứng mãnh liệt hơn, hai cánh rách nát vỗ đập về phía sau. Lực lượng vỗ đập kia cũng không phải chuyện đùa, đủ để đưa người vào chỗ chết. May mắn Nghiêu Hữu Đạo sớm có phòng bị, biết đạo Thánh La Sát lần này rời khỏi điệp mộng huyễn giới tâm thái sợ không phải bình yên như trước đây, cho nên mới cố ý mang theo viên cương đến. Không đợi nàng ta vỗ đập hai cánh đánh tới, một tay của Ngưu Hữu Đạo đã trước một bước vung kiếm trong tay, bảo kiếm mang theo người đặt ngang sau lưng của Thánh La Sát. Hai đầu của bảo kiếm chống đỡ được xương rắn chắc trên hai cánh, làm hai cánh liên tục hợp đánh về sau nhưng không cách nào khép lại. Thánh La Sát dường như lâm vào trạng thái điên cuồng, hai tay bị kiềm chế không có cách nào tấn công, hai cánh lại không cách nào công kích, liền uốn người vung chân quét ngang. Ngưu Hữu Đạo thấy trạng huống của nàng ta đã phòng bị từ trước, người đã đứng trổng ngược trên không trung, hai tay cũng không rời khỏi lưng. Thánh la sát không cách nào bắt hắn, dần trở nên điên cuồng như phong ma vậy, cuồng bạo lắc lư thân thể, dựa vào lực đạo và tốc độ lắc lư của nàng, làm nghiêu hữu đạo khó có thể tiếp tục nữa. Viên cương thì lại thừa dịp thánh la sát không cách nào toàn lực cùng mình so tài nữa, đột nhiên đi lên sát người, đôi chân như kéo kẹp ở đôi chân của thánh la sát, kéo chặt lấy nàng, lôi kéo nàng ta mất đi thăng bằng cùng nhau ngã về phía sau. Bịch, âm thanh ngã về phía mặt đất của hai bên, thánh la sát há miệng liền cắn tới khuôn mặt của viên cương. Viên cương bắt được hai cổ tay của nàng, dùng sức chống đỡ nơi ngực của nàng, khiến cho nàng điên cuồng cắn lung tung cũng không thể cắn chúng. Máu tươi trong miệng của thánh la sát văng trúng mặt viên cương, nhưng mà viên cương lại liều chết bám lấy nàng ta không buông. Như Hữu đạo đứng lơ lửng trên không bổ nhào xuống, lại lần nữa giơ kiếm đặt sau lưng của thánh la sát, tránh để bị cánh của nàng ta tập kích, lại một trường ấn trên lưng nàng ta tiếp tục thi pháp oai -a a, a a a a a thánh la sát liên tục ngửa mặt lên trời gào thét tuyệt vọng mà điên cuồng dùng sức lắc lư thân thể gân xanh trên cổ tay của viên cương đã lồi ra dùng huyết toàn lực áp chế đối phương lữ vô song cách đó không xa lẳng lặng nhìn tình cảnh này thân sắc của khuôn mặt kinh nghi bất định không biết hai huynh đệ này rốt cuộc đang làm gì theo thời gian rằng co trôi qua thánh la sát hy hệt như cuồng ma dần dần không cuồng bạo nữa vân cơ bốn phía cẩn thận kiểm tra một lần không phát hiện trong tiểu trấn có người, lần nữa phóng lên cao, đã rơi vào phía sau lưng một con phi cầm tỏa kỵ lượn vòng quanh, cảnh giác cao độ quan sát bốn phía, phòng bị có người tới gần. như hữu đạo năm lần bảy lượt dặn dò nàng, tình hình hắn xuất thủ cứu chữa thánh la sát quyết không thể cho bất kỳ người ngoài nhìn thấy. Vân cơ không biết nguyên nhân, viên cương lại hiểu, bởi vì hắn trước kia khi ở điệp mộng huyễn giới đã từng thấy qua. Sau khi thánh la sát dần dần an tĩnh lại, lực đạo phản kháng cũng dần dần nhỏ hơn viên cương khống chế nàng ta cũng dần dần dùng ít sức rồi. Đôi cánh rách nát kia đang chậm rãi co rút lại, dần dần rút vào sau lưng của thánh la sát, như hữu đạo thu bảo kiếm đặt sau lưng nàng ta. Hàm răng, lợi trào các loại cũng dần dần co rút lại. Lữ vô song cho là mình nhìn lầm rồi, không nhịn được tiến lên đứng gần quan sát, mới biết vẫn chưa nhìn lầm, giáp bạc xương cứng trên người của thánh la sát đang từ từ mềm hóa, tóc bạc trắng cũng dần dần đổi màu. Thánh la sát hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng. Viên cương đứng dậy, cũng đỡ dậy thánh la sát, quỳ một chân trên đất đỡ lấy cánh tay của nàng ta. Nghiêu hữu đạo cũng quỳ một gối xuống sau lưng nàng, đơn trưởng vẫn dán sau lưng nàng. Đợi cho tóc bạc trắng kia hoàn toàn biến thành màu đen, thánh la sát giữ tợn kinh khủng cũng hoàn toàn biến thành bộ dạng của một nữ tử bình thường. Một đầu tóc đen nhánh, khuôn mặt thanh thuần kiều tiếu cho người ta cảm giác ngây thơ, chỉ có điều môi hiện ra màu bầm đen không bình thường. Trên thân thể trần chuồng lại vết thương trồng chất, thân thể trần chuồng rất huyền chuyển, cũng bẩn thỉu bộ ngực thon nhỏ đầy đặn vừa một vòng tay ôm hiện trước mắt hai nam nhân. chương 2102, đạo đạo, ta thật khó chịu. Hai, nhưng hai nam nhân kia lúc này ai có thể có chút tàn niệm, nhìn thì nhìn đấy, nhưng không có gì, ánh mắt cũng không cố ý lảng tránh, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hai mắt nhắm chặt của thánh la sát chậm rãi mở ra. Một đôi mắt to đen lúng liếng, vốn là thần thái sáng láng đấy, lúc này lại có vẻ ảm đạm vô thần, hơn nữa tỏ ra mờ mịt ngỡ ngàng chung quanh nghiêu hữu đạo đỡ nàng ta từ sau lưng nới lòng tay ôn nhu gọi một câu ngân nhi cách gọi ngân nhi khiến nàng quay đầu nhìn lại thấy được một gương mặt xa lạ nhưng thanh âm nàng ta nhớ sau khi đôi mắt nhìn thẳng nghiêu hữu đạo dưới tay ý thức bắt được ống tay áo của nghiêu hữu đạo không ngờ lại nhận ra người đeo mặt nạ là ai trong ánh mắt vô lực để lộ ra mấy phần cảm giác lưu luyến thanh âm yếu đuối đạo đạo tình cảnh này trong mắt lữ vô song trợt hiện lên kinh ngạc dường như đã hiểu rõ nghiêu hữu đạo vì sao lại cứu thánh la sát nhất là một tiếng kêu đạo đạo kia lại làm trong lòng nàng ta như sóng to gió lớn nghiêu hữu đạo và thánh la sát không ngờ lại là người quen hơn nữa quan hệ còn không bình thường nghiêu hữu đạo nghe được tiếng kêu quen thuộc lại nhìn thấy hình dạng của ngân nhi lúc này trong lòng hắn không khỏi phức tạp ít nhất hắn lần nữa xác nhận một chút cái con giữa hình thái yêu ma và con người tham ăn này sau khi chuyển hoán mặc dù trí nhớ không được nhưng chỉ cần không phải chia ra quá lâu ký ức của ngân nhi cũng sẽ không hoàn toàn biến mất nghiêu hữu đạo hơi cười ra hiệu viên cương hỗ trợ giúp đỡ một chút viên cương lập tức đón lấy cánh tay của ngân nhi nhưng nàng ấy lại kéo tay áo của nghiêu hữu đạo không chịu buông nghiêu hữu đạo tạm thời không để ý tới nhanh chóng lấy áo trường bào của mình khoác lên người của ngân nhi bao lấy thân thể của nàng giúp nàng mặc vào cột kỹ dây lưng che bộ dạng bại lộ bất nhã sau đó lưu luyến lại nửa ôm nàng vào trong lòng Ngân Nhi nửa nằm trong ngực hắn, nàng giống như an lòng không ít, nhưng hai tay lại nắm lấy quần áo của Ngưu Hữu Đạo, thanh âm yếu đuối. Đào đạo, muội không tìm được huynh, người bên ngoài không biết nàng ta nói là chuyện khi nào. Nhưng trong lòng Ngưu Hữu Đạo lại hiểu rõ, Ngưu Hữu Đạo cưới ngựa giang hồ, trường kiếm ân oán, mặc dù chữ, nghĩa, đứng đầu, nhưng kiếp trước kiếp này lại như cũng không thể tránh khỏi phụ qua không ít người. Có lẽ bởi vì hắn quá mức lý trí, bao nhiêu chuyện xưa đều không nói ra, đều ở trong lòng hắn thương tang như biển thế sự như nước thủy triều phải và không phải đúng với sai lúc này đều hóa thành nụ cười nhạt trên mặt hắn không cần phải sợ ta tới tìm muội đây không sao rồi nhưng lời an ủi mới ra khỏi miệng liền có chuyện thân thể của ngân nhi chợt rung động kịch liệt trên mặt lại mơ hồ có ngân vân hiện lên đột nhiên hai tay dùng sức nắm lấy cánh tay của ngưu hữu đạo nói ra đầy khó nhọc đạo đạo muội thật khó chịu một bàn tay của Ngưu Hữu Đạo đã dán trên thân nàng thi pháp dò xét, dần dần hiểu rõ tình trạng trong cơ thể nàng. Chính bởi vì hắn hiểu rõ rồi, mới biết phiền toái, hóa giải yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi cũng không biết là giúp nàng ta hay là hại nàng ta. Ngưu Hữu Đạo có thể đã nhận ra, Ngân Nhi sau khi hóa thành hình người căn bản không thể chịu được sự ăn mòn của độc tính trong cơ thể, ngược lại thì sau khi yêu ma hóa, dị chủng yêu lực trong cơ thể trái lại có thể có một chút tác dụng chống đỡ đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân sau khi ngân nhi chúng độc có thể kiên trì đến bây giờ vào lúc này bởi vì sự ăn mòn của độc tính làm ngân nhi cảm thấy khó chịu việc chống lại yêu lực trong cơ thể lại đang nhanh chóng nổi lên sinh ra đấy chỉ sợ là bản năng tự vệ của thân thể ngân nhi chỉ sợ ngay cả bản thân ngân nhi cũng khó khắc chế tình huống này lại làm nghiêu hữu đạo lưỡng nan rồi nếu không thể kịp thời giải độc tiếp tục dùng càn khôn quyết tinh lọc dị chủng yêu lực trong cơ thể ngân nhi không khác gì tăng tốc ngân nhi chết đi nhưng nếu mặc kệ dị chủng yêu lực trong cơ thể nàng ấy nảy xanh, đến lúc đó Ngân Nhi lại lần nữa mất khống chế, cũng sớm muộn phải độc phát thân vong. Mà tốc độ sản sinh dị chủng yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi lúc này vượt xa tốc độ nhận biết trước kia của hắn. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một tay lần nữa thi triển càn khôn quyết tinh lọc, nhưng không dám hoàn toàn tinh lọc sạch sẽ, khiến cho trong cơ thể Ngân Nhi có được dị chủng yêu lực nhất định đi chống lại độc tính, đi đến hậu quả trì trệ khó có thể bù đắp, lại không đến mức yêu ma hóa. Đạo đạo, muội khó chịu, giúp muội. Ngân Nhi hiện ra trạng thái đau khổ không chịu nổi, cuối cùng hai tay quấn lấy cổ của Ngưu Hữu Đạo. Hai tay mười ngón không nhịn được cào sau lưng hắn, Ngưu Hữu Đạo ôm nàng ta trấn an nói, "Không sao không sao, Ngân Nhi, không có việc gì nữa, dáng chịu một chút, dáng một chút thì tốt rồi, tin tưởng ta." Thanh âm ừm, ngoan ngoãn của Ngân Nhi cất lên, nàng không nói gì nữa, nhưng mà độc tính gây nên đau khổ lại thật thật tại tại, làm nàng ở vào trong thống khổ đau khổ, lúc này chỉ ôm thật chặt như hữu đạo không buông. Lữ vô song chợt toát ra một câu, nàng ta hẳn là chúng độc rồi, không cần nàng nhắc nhở. Như hữu đạo lạnh lùng một câu, đối với nàng gái tánh khí không có gì tốt này, trên tay đã có động tác, trước tiên lấy ra một viên giải độc linh đan phổ thông thường dùng, dùng sức mạnh nhét vào trong miệng của Ngân Nhi, nhưng hắn biết được bên trong Ngân Nhi khẳng định không phải là độc bình thường, bằng không hắn không đến mức không biết rõ là độc gì. Sau đó hắn lại nhanh chóng nói với viên cương. Tây Hải Đường hẳn chưa đi xa, lập tức liên lạc hắn, kêu hắn mau sớm báo cho biết là nàng ấy trúng độc gì, hỏi có giải dược hay không. Nếu có, kêu hắn trong vòng 3 canh giờ phải truyền tống đến đây, nàng ta không kiên trì được quá lâu. Hắn bỗng ngước nhìn bốn phía, đưa ra phán đoán nhanh chóng mà chuẩn xác. Đầu độc trên tất cả con đường, lượng dùng to lớn như thế không thể nào là độc hiếm có, nhất định có thuốc giải. Trực tiếp tìm hắn yêu cầu giải dược, kêu hắn không tiếc cái giá phải trả nghĩ biện pháp lấy được, nhắc nhở hắn, nếu dám làm trễ nải, đừng trách lão tử trở mặt. Được, viên cương gật đầu một tiếng, nhanh chóng đứng dậy, vẫy về phía không chung một cái, ra hiệu vân cơ hạ xuống. Đồ vật các loại truyền tin kim xí sí vẫn còn trên người của phi cầm tọa kỵ, liên lạc Tây Hải Đường cần truyền tin kim xí. Sí. Lữ vô song bên cạnh lần nữa ánh mắt lập lè, nàng ta nghe được cái tên Tây Hải Đường trong lòng lần nữa bốn bể sóng dậy. Nàng ta đã biết Tây Hải Đường và người này có cấu kết. Hay nói cách khác, Tây Hải Đường biết được người này còn sống. Nàng ta không biết Tây Hải Đường uống lộn thuốc gì, chẳng lẽ không biết chuyện giả chết của vị này liên quan trọng đại, dám quấn vào cũng giúp đỡ che giấu, chán sống sao. Lại có thánh la sát của nhân hình hóa trước mắt, thêm sự việc của giới thứ năm, lữ vô song kinh nghi bất định, không biết trên người của tên trước mắt này giấu bao nhiêu bí mật. Nhiều hữu đạo đã dò xét đôi chân của Ngân Nhi, Ngân Nhi đau khổ đến run lẩy bẩy ôm khuỷu tay đứng lên. Hắn đi đến bên cạnh vân cơ rơi xuống đất, Chầm giọng nói, nơi này không nên ở lâu, lập tức đi tìm nơi khác thích đáng mà ẩn thân, trước tiên giúp Ngân Nhi giải độc rồi nói sau. Được, Vân cơ gật đầu, tiến lên, một phen kéo cánh tay của Lữ vô song. Đi, rất nhanh, mấy người họ leo lên hai con phi cầm tỏa kỵ bay lên không từ trong biển lửa của chấn nhỏ. Đêm đã chìm vào khuya, bầu trời minh mông, vì có thể kịp thời có được tin tức bên Tây Hải Đường, cũng là vì có thể kịp thời có được giải dược, nhóm người họ không dám chạy quá xa chỉ có thể nói là cách xa chấn nhỏ tìm cái thâm sơn cùng cốc ẩn thân. chương 2103, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Lúc bọn họ chờ đợi trong sơn cốc, nhiều hữu đạo ngồi trên sơn thạch dưới vách đá dựng đứng, một mực ôm ngân nhi không buông. Cũng đích thật là không tiện buông ra, vì giúp ngân nhi cân bằng dị chủng yêu khí trong cơ thể, tránh khỏi ngân nhi mất khống chế hóa yêu ma. Nếu không hiện tại thật sự muốn đánh ra động tính, còn không biết sẽ đưa tới chuyện gì. Mà Ngân Nhi cũng ôm chặt cổ hắn không chịu buông nàng ta hiện tại rất đau khổ, cần tìm an ủi, có thể ôm nghiêu hữu đạo, nàng ta ít nhất có thể an tâm không ít. Chẳng qua là hai tay mười ngón cũng không bị khống chế, đã cào nát sau lưng của nghiêu hữu đạo. Nàng ta hóa thành hình người cũng không phải một chút thực lực cũng không có. Nghiêu hữu đạo mặc dù thi pháp chống đỡ, nhưng mà thời gian lâu dài phía sau lưng vẫn bị nàng ta cào rách nát quần áo máu chảy rầm rề. Nghiêu hữu đạo cũng không trách nàng gì cả, không một chút ý trách cứ, thậm chí hắn không phản ứng gì, vẫn ôm nàng ta, kề cổ với nàng tựa sát vào nhau thỉnh thoảng khẽ lẩm nhẩm bên tai nàng ngân nhi không có chuyện gì nữa rồi hắn luôn luôn bên cạnh giọng của hắn một mực trấn an nàng ta đối với ngân nhi chịu đựng đau khổ mà nói là có hiệu quả hóa giải viên cương thấy sau lưng nghiêu hữu đạo bị cào nát không còn bộ dáng gì nữa rồi lên tiếng tham gia ra hiệu để cho hắn dù sao hắn ra dày thịt béo nhưng mà ngân nhi không muốn hắn nhất là vào thời điểm đau khổ sắp bị chia lìa này trong miệng lập tức lầm bầm đạo đạo, ý thức đã gần như rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Nghiêu hiểu đạo đành phải chịu, ra hiệu với viên cương bày tỏ không sao cả, lại an ủi bên tai Ngân Nhi. Không sao, có ta ở đây, không phải sợ, đó giống như an ủi hài từ vậy, viên cương cũng chỉ có thể coi như không có gì. Vân cơ ở bên cạnh thấy sau lưng nghiêu Hữu đạo máu chảy rầm rề ra chóc thịt bong thấy cả hình dạng xương cốt, vốn định thi pháp khống chế hai tay của Ngân Nhi, nghiêu Hữu đạo lại lắc đầu. Không được áp chế, nàng ta rất khó chịu, cứ để cho nàng tìm nơi phát tiết. Vân Cơ không làm gì khác hơn là trầm mặc lui ra, cùng Viên Cương thỉnh thoảng nhìn một chút không chung, tâm tình giống nhau, giải dược vì sao vẫn chưa tới. Lữ Vô Song tự nhiên cũng thấy tận mắt bộ dạng bị cào nát sau lưng của Ngưu Hữu Đạo, có thể nghe thấy được mùi máu tươi, không nhịn được tiến tới bên cạnh Vân Cơ và Viên Cương, hỏi Vân Cơ. Giữa Ngưu Hữu Đạo và Thánh La sát giữa chẳng lẽ là quan hệ nam nữ tình nhân hay sao? Vân Cơ liếc nàng ta một cái phát hiện cái gọi là thánh tôn dường như cùng nữ nhân bình thường cũng không có gì khác biệt, bèn đáp một câu. Nàng nghĩ nhiều rồi, viên cương cũng không nhịn được phát ra một câu, nàng cho là ai cũng giống như nàng, chỉ biết chuyện nam nữ thôi sao. Lời này chắn đấy, lữ vô song cũng không phải thiện nam tín nữ gì, hờ hững nói một câu. Trong mắt viên cương huynh, ta đích xác không được coi là người tốt, nhưng mà dù sao cũng là người tốt so với bà vợ khác làm hỗn loạn sự việc, việc tốt làm rồi. Càng muốn giả trang cái gì tránh nhân quân tử, nực cười rõ ràng nàng đây là chỉ sự việc của viên cương và phùng quan nhi viên cương lập tức nổi giận nhìn thẳng vào mắt nàng ta lữ vô song ngẩng đầu ưỡn ngực huynh bây giờ hối hận vẫn còn kịp chuyện nói không giữ lời huynh không phải là chưa làm qua đại khái có thể qua sông đoạn cầu giết ta viên cương chợt nắm tay vân cơ đưa tay ấn chặt cánh tay của hắn hơi lắc đầu trở về rồi hãy nói bây giờ không phải là thời điểm giết lữ vô song giữ lại người này còn có chỗ hữu dụng thí dụ như lần này quát lui đám người vây tiếu ngân nhi, liền phát huy tác dụng lớn. Bên này muốn cùng lục thánh đối kháng, bàn về sự thấu hiểu đối với lục thánh, chỉ sợ không có ai rõ ràng hơn so với lữ vô song. Có thể bắt được vị này, cơ xem ảnh một hội như vậy chỉ có thể nói là chỉ có cơ duyên gặp mà không thể cầu. Địch ta giao phong, có một câu nói rất hay, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đạo lý này như hữu đạo đã hiểu, viên cương hắn cũng sẽ không thể không hiểu, nếu không ban đầu ở giới thứ năm sẽ không bởi vì một câu nói của lữ vô song liền đao hạ lưu nhân không có sự cho phép của ngưu hữu đạo đích xác không nên làm loạn viên cương cắn răng vặn người đi tới một bên có chút tâm phiền ý loạn chờ đợi a à, chờ đợi đấy một con kim xí từ trên trời giáng xuống tây hải đường rốt cuộc đã đưa tin tức tới cũng nhân tiện đưa tới giải dược kèm theo có một phần mật thư ngắn gọn báo cho biết đấy là độc gì cũng đích thật là có giải dược tây hải đường nghĩ biện pháp giao tới hắn cũng đưa tới vài phần lượng thuốc của giải dược. Dĩ nhiên, trọng điểm chú ý của Tây Hải Đường chính là Lữ Vô Song xảy ra chuyện gì. Cái vấn đề này, Nghiêu Hiếu Đạo sau này sẽ xem tình huống đến giải đáp, hiện tại cũng không có tâm tư bận tâm tới những việc khác, quan trọng nhất là giải độc cho Ngân Nhi. Giải dược được phân thành mấy phần, hơn phân nửa dùng một lần cưỡng ép cho Ngân Nhi uống vào. Phần cơ thi pháp hỗ trợ thôi hóa dược tính của giải dược. Đợi cho giải dược bắt đầu phát huy tác dụng, ngân nhi bắt đầu trở lại bình thường từ trong trạng thái đau khổ đã chứng minh dược hiệu ba người nghiêu hữu đạo mới thở phào nhẹ nhõm mà ngân nhi sau khi an tĩnh lại cũng đã kiệt sức chìm vào trong giấc ngủ nghiêu hữu đạo tách ngân nhi ra khỏi người mình xác nhận sẽ không phản phục bấy giờ hắn mới hoàn toàn hóa giải dị chủng yêu khí trong cơ thể của ngân nhi vân cơ cũng đi nhanh lên đến phía sau nghiêu hữu đạo bôi thuốc vào chỗ đau thảm không nỡ nhìn sau lưng hắn lúc nàng bôi thuốc buông tiếng thở dài thật ra không cần thiết như vậy không cần phải tự làm khổ mình. Thân sắc của Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh, không nói gì. Lữ Vô Song lại ở cạnh nhìn nhiều hứng thú. Qua câu hỏi trước đó, nàng đã biết Ngưu Hữu Đạo và Ngân Nhi không có loại quan hệ đặc thù kia, chính vì vậy nàng ta mới nhiều hứng thú. Trước đây chẳng qua nàng cảm thấy Viên Cương có ý tứ, hiện tại phát hiện Ngưu Hữu Đạo này dường như cũng có chút ý tứ. Một người oanh oanh liệt liệt tỏa ra, một người thâm trầm nội liếm. Viên Cương đón lấy Ngân Nhi, sau đó ôm nàng để nằm ngang trên mặt đất, hắn mới tiến tới bên cạnh, nhiêu hữu đạo thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? tính tình của ngân nhi thẳng thắn, không có khả năng một mực buồn bực dưới đất. tính cách của nàng gái này không vui chính là không vui, có thể nhất thời lại không nhốt được lâu, mang nàng ta về lại chỉ sợ không có ai khống chế, đuổi về địa mộng huyễn giới hay sao? đúng a, à, cứu người không dễ, nhưng sau khi cứu rồi an bài thế nào cũng là vấn đề lớn. nhiêu hữu đạo có chút nhức đầu. như lời nói của viên cương, mang về không được a, à, yêu quái này theo đuôi trước sau như một là nghiêu hữu đạo hắn đi đâu cũng đi theo đấy một ngày lại có thể phát tác nữ nhân này giống như nha đầu ngây thơ phát tác lên không giống với người bình thường phát tác một khi bị chọc giận cũng thật là lục thân không nhận thần cản giết thần phật cản giết phật hắn rất nhiều việc thường xuyên có chuyện phải đi ra ngoài hắn không có mặt cái này nếu náo loạn lên cha cha có thể hủy hoại sạch sẽ tâm huyết những năm này của hắn chỉ trong chốc lát một đám lớn người cho dù không bị ngân nhi giết chết cũng phải bị nàng ta bẫy chết mấu chốt cùng loại tiểu hài tử. Này nói không thông đạo lý, mang theo nàng ra bên người thật ra thì có thể khống chế nàng ta, nhưng mà không có biện pháp mang theo bên người, người ngoài nhìn một cái, đây không phải là đồ tham ăn bên người như hữu đạo sao. Nếu nha đầu kia toát ra một câu đạo đạo, vậy thì việc vui lập tức lớn rồi. Như hữu đạo nghĩ tới nghĩ lui, hắn buông tiếng thở dài. Đuổi về điệp mộng huyễn giới sợ là không được, chương 2104, lục thánh Trấn giữ nhân gian một Nàng ta hiện tại hóa thành hình người, chỉ nhớ rõ sự việc của con người, một khi đưa về hóa thành thánh La sát, lập tức được quên mất sự việc của người, lại nhớ tới việc bị ngũ thánh vây công, còn phải chạy ra ngoài. Chúng ta có thể cứu một lần, cũng không thể phản phản phục phục cứu vô số lần, hết bận rộn cái này không làm những chuyện khác sao? Chúng ta cũng không có năng lực đó, tác dụng của lữ vô song đã dùng qua một lần, lần sau chỉ sợ chưa hẳn hữu dụng nữa. Hắn có thể tưởng tượng đến sau khi lục thánh biết rõ tình hình nhất định sẽ thông báo cho phiêu miễu các, sau này không được tuân theo pháp chỉ của Lữ Vô Song nữa. Nói cách khác, bởi vì cứu Ngân Nhi, một lọ ai tác dụng trong đó là Lữ Vô Song lá bài này đã bị dùng hết, ít nhất đối với phiêu miễu các đã không có hiệu quả nữa. Mang về sao, viên cương không thể không nhắc nhở, chỉ nói đến tính náo lọa của nàng ấy, mang về chỉ sợ sẽ hỏng chuyện. Nhiều hữu đạo thở dài, còn có thể làm sao chứ? Hao phí công phu lớn như vậy cứu được nàng ta, cũng không thể vứt nàng đi đó cùng không cứu khác nhau ở chỗ nào mang về đi giao cho quận chúa trông coi nàng ta sẽ nghe quận chúa đấy trước kia cũng không phải đã có một lần như thế rồi sao ta không ở đây giao nàng cho quận chúa là có thể được rồi đấy quận chúa có thể ước thúc nàng ta quận chúa huynh không sợ viên cương muốn nói lại thôi giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn như hữu đạo phất tay áo không muốn nhiều lời đứng lên nếu giải dược hữu hiệu cũng không cần phải ở chỗ này nữa. nhân thủ của phiêu miếu các điều tập người không làm được vẫn tràn về phía bên này. lục thánh ngày mai có thể cũng sẽ đến, nơi này không nên ở lâu, lập tức quay trở về. nói đi là đi, đích xác không dám quá nhiều trì hoãn, một nhóm người họ suốt đêm khẩn cấp rời đi. thủ khuyết sơn trang là thu khoanh tay đứng dựa vào chỗ lan can phía đông lầu các, một bộ áo xanh, thân mảnh khảnh, thần sắc bế nghế thiên hạ dựa ánh mắt khẽ động. ô thường khoanh tay đứng yên trên lầu các phía tây hai tay để chân, tóc dài xóa vai, thỉnh thoảng bị gió thổi lên. Trên chiếc cầu giữa hai tòa lầu các, tuyết bà bà chống gậy thỉnh thoảng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn nhìn la thu. Trên đất trống phía dưới, Đốc Phô Hư và Lam Đạo Lâm cũng thỉnh thoảng nhìn một cái lên trên lầu các. La Thu không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cảm giác bốn người này cuối cùng quan sát bản thân mình. Điều này làm cho hắn âm thầm tâm xanh cảnh giác, bắt đầu lo lắng tin tức nhận được có phải là bẫy dập gì hay không lục thánh đã lần lượt nhận được phiêu miếu các truyền tin thánh la sát xâm nhập nhân gian đây không phải là chuyện nhỏ cũng rất khẩn cấp bọn họ không ra tay không được có được thiên hạ thời điểm nào đó cũng phải có trách nhiệm trong người thí dụ như vào thời điểm này sao có thể ngồi nhìn thánh la sát làm hại nhân gian quấy nhiễu trật tự thiên hạ mà bọn họ nắm trong tay chứ vì thế bọn họ không tiếc bỏ xuống tất cả sự việc khác đặt chuyện này lên vị trí hàng đầu từng người một đi tới chợ ở đây phải đợi người đến đông đủ đây không phải là những chuyện khác, cái chết của Trưởng Tôn Di và Mục Liên Trạch Chính là vết xe đổ, ai cũng sẽ không đơn độc đi giải quyết Thánh La Sát, đương nhiên là muốn nhân thủ đến đông đủ liên thủ hành sự. Mấy vị này đi tới, làm cả thủ khuyết sơn trang đều yên lặng, toàn bộ sơn trang từ trên xuống dưới mọi người cong đuôi hành sự. Một bóng người mập mạp phá không mà tới, nguyên sắc trước sau như một, khoan thai đến chậm, sau khi hạ xuống vui vẻ chắp tay nói với mọi người. Đến chậm, đến chậm rồi, xin chư vị thứ tội thứ tội hay không thứ tội thật ra là thứ yếu, mọi người ly kỳ là ánh mắt của hắn, mắt mù đã sáng rồi. Tuyết bà bà nghiêng mình mà xuống, đã rơi vào bên người của hắn, sau khi quan sát, khẽ gật đầu nói. Nhìn ngươi cao hứng như vậy, có thể thấy y thuật của Hắc Ly quả nhiên là bất phàm. Đốc nàng hư dạo bước đi tới, hắn thì cao hứng, chỉ sợ nữ nhân ngủ chung hắn không cao hứng nổi rồi, bình thường phải bị phân lượng nặng như vậy đè lên, có chuyện còn muốn móc mắt của người ta, thật sự là gặp thứ không phải người đây này. Lam Đạo Lâm cũng bước đến trêu chọc, lần trước bị Thánh La Sát móc một con mắt, lần này lại muốn chống lại Thánh La Sát, không làm được sẽ bị móc con nữa. Chẳng qua là không sao, nguyên phi nữ nhân kia không phải còn có một con mắt sao, đủ dùng rồi. Trêu chọc như thế, đa số mọi người buồn cười, nói đến việc móc mắt con ngươi, La Thu lại không cười được, suy nghĩ còn có chút ít bay xa. Nguyên sắc dù có vui vẻ tốt tính cũng không chịu được nhiều người châm chọc như vậy, lúc này còn làm màu ta không giải quyết được thánh la sát đó, ta cảm thấy không bằng. xem ra chư vị cũng không phải chỉ là công phu miệng. đối mặt thánh la sát chư vị nên ra sức. ô thường lắc mình rơi xuống, hỏi đi hay không đi. veo la thu trên lầu các đá vút không mà đi, rơi về phía cửa ra của thánh cảnh ở đỉnh núi lân cận. tuyết bà bà cũng lắc mình mà đi. sau đó là ô thường, những người còn lại sau khi nhìn nhau cũng đồng loạt bay khỏi. một nhóm người họ ra khỏi thánh cảnh, không dừng lại ở thánh đảo, họ ra biển đã đi xa trên biển rộng minh mông bầu trời như sao rơi. Hải thiên minh mông cũng nhỏ nhoi, một nhóm lại rơi xuống đất đã là trên mặt đất của Tống Quốc. Trên đường mặc dù không liên lạc thế lực của từng người, nhưng muốn liên lạc với trên cũng không khó khăn. Thiên hạ tiền trang trải rộng bảy nước mặt đất đều là đường dây liên lạc bình thường của bọn họ. Thông qua tiền trang lấy được tin tức, sáu người không uổng sức lực gì đã tìm được cái thị trấn nhỏ chôn thân biển lửa kia, cũng nhìn thấy chất sự Trần Hám Khôi của phiêu miếu các trấn giữ Tống Quốc phiêu miếu các trưởng lệnh hoắc không đã tới trước sáu người. Sáu người họ đứng trên tường đất xung quanh cái thị trấn nhỏ, nhìn trấn nhỏ hóa thành phế tích, nghe Trần Hám khôi cặn kẽ bẩm báo, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Sự xuất hiện của Thánh La Sát đã khiến cho Lục Thánh cảm thấy bất ngờ, lại còn dẫn đến Lữ Vô Song ra mặt sao. Bọn họ có chút không hiểu nổi rồi, Lữ Vô Song nếu vẫn ổn, vì sao không trở về Thánh Cảnh, vì sao ngồi nhìn thế lực của mình bị công kích. Người xác định là bản nhân của Lữ Vô Song chứ, nguyên sắc nhìn chằm chằm trần hám khôi trầm giọng chất vấn trần hám khôi chắp tay đáp bẩm thánh tôn biến cố bên trong phiêu miếu các thuộc hạ cũng biết được thuộc hạ cũng sợ có bấy, cẩn thận nhìn chằm chằm nhiều lần quan sát qua có thể xác định không phải người ngoài dịch dung còn có thần thái và ngữ khí kia hẳn là nàng ta không thể nghi ngờ ở đây cũng không phải chỉ một mình thuộc hạ chứng kiến có rất nhiều người nhìn thấy cũng không phải một mình thuộc hạ thấy nàng ta Trường môn tây hải đường của vạn thú môn cũng nhận biết nàng ấy những người khác thấy qua cũng đều xác định đúng là bản thân nàng ta. Nguyên sắc hỏi, thánh la sát đi đâu, sống hay chết? Trần hám khôi đáp, chúng tôi bị vô song thánh tôn ra lệnh lui đến ngoài 30 dặm, thánh la sát đi hướng nào cũng không rõ. Chúng tôi không thể tận mắt thấy, nên không biết sống hay chết. Nguyên sắc quay đầu lại hỏi người bên cạnh, bên cạnh lữ vô song còn có mấy người, cha ra được lịch không vậy? Hoặc không thần tình ngưng trọng, sư tôn, tất cả đều là dịch dung mà đến, có ý che giấu bộ dạng, không có người nào trò chuyện với bọn họ, cũng chưa thấy qua bọn họ xuất thủ, căn bản không thể phân tích. Bọn họ ra lệnh mọi người lui, chỉ sợ là mục đích này. Nguyên sắc lại hỏi, không phải còn có hai con phi cầm tòa kỵ ư, chẳng lẽ không thể tra ra phương hướng ư? Hoặc không đáp, để từ tới trước một bước, đã cẩn thận hỏi qua rồi, chỉ là hôi xí điêu bình thường. Hôi xí điêu của thiên hạ đa số đều dáng dấp giống nhau như đúc, không đặt trước mắt cẩn thận phân biệt, khó có thể phát hiện đặc thù đặc biệt trăm 2.105, Lục Thánh Trấn Giữ Nhân Gian 2 Chỉ có thể nói, toàn bộ nhân gian, bao gồm tất cả hồi xí điêu của thánh đảo đều có hiểm nghi. La Thu lên tiếng hỏi, hay nói cách khác, chỉ cần thế lực nào có hồi xí điêu, thì có thể là người cấu kết cùng lữ vô song đúng không? Hoặc không chuyển hướng về phía hắn, trả lời, không chỉ là trên mặt nổi có, một số trước kia bị cướp bắt đi, tung tích không rõ, cũng có hiểm nghi. Trước mắt có thể làm chính là cần biết rõ vị trí cụ thể lúc xảy ra chuyện của hôi xí điêu trong tay thế lực khắp nơi, chuyện này ta đã sai người đi tra. Mọi người hơi im lặng, đều biết cách tra xét này trên cơ bản không có tác dụng gì. Người ta nếu dám làm, nhất định sẽ chuẩn bị thích đáng, lúc chuyện xảy ra hôi xí điêu đang làm gì nhất định sẽ có thông báo hợp lý. Mặt khác chính là những con phi cầm tòa kỵ từng mất tích đó, rốt cuộc đã rơi vào trên tay người nào, trước kia bên này chưa để ý qua, bây giờ nếu muốn tra, chưa chắc có thể tra rõ tung tích dĩ nhiên, cũng có thể bắt tất cả người có hôi xí điêu. Nhưng mà sự việc không dễ làm, có phi cầm tòa kỵ loại này, trên cơ bản đều là môn phái đứng đầu thiên hạ, hoặc triều đình của bảy nước. Nói trắng ra chính là thuộc các thế lực lớn, đa số cũng không phải là một cá nhân nào, người làm sao bắt. Chẳng lẽ bắt hết các thế lực có liên quan hay sao? Lục Thánh không làm được, động viên toàn bộ phiêu miếu các cũng làm không được. Môn phái thế lực đứng đầu thiên hạ cộng hết lại còn cường đại hơn so với phiêu miếu các, thế thì làm sao làm được đây? Hơn nữa, cũng chưa hẳn là thế lực khắp nơi làm, cấu kết cùng Lữ Vô Song rất có thể chính là người nhà bên trong phiêu miếu các. Trình độ nào đó mà nói, khả năng này ngược lại là lớn nhất. Ô thường chợt đánh vỡ trầm mặc nói một câu, Lữ Vô Song này nhất định có vấn đề, nếu như thật sự Lữ Vô Song, rất có thể đã là thân chịu trọng thương, hoặc nói đã không tiện ra tay rồi. Đích Xác, Nguyên Sắc khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm Trần Hám Khôi nói, dựa vào tác phong của Lữ Vô Song hắn đã mất mạng những người khác có lẽ không hiểu nhưng đám người la thu nghĩ lại liền đã minh bạch thế lực này xuống tay độc ác đối với lữ vô song nàng ta đến ra lệnh người tụ tập nơi này thối lui không có vấn đề gì nhưng nhìn thấy trần hám khôi không thuộc về thế lực của mình sẽ không dễ nói chuyện như vậy lữ vô song dưới tình huống bình thường mấy người có thể tưởng tượng là thứ tình hình gì lữ vô song một là nhất định sẽ không khách khí cũng sẽ không khách khí đối với thế lực của người khác trước tiên làm thịt trần hám khôi rồi sau đó trấn nhiếp quát lui những người khác mới là bình thường. Thật chẳng lẽ như lời đồn truyền lại, bị hạt hoàng làm cho bị thương. Hạt hoàng có thể có lợi hại như vậy, có thể gây tổn thương cho nàng ta không? Đốc phô hư trần chờ lên tiếng, ánh mắt của mấy người lần lượt nhìn chằm chằm về phía ô thường. Tuyết bà bà hỏi, lữ vô song tìm viên cương đó, mưu đồ hạt hoàng rốt cuộc vì cái gì? Ô thường đáp, ta cũng không rõ ràng, ta nếu biết được nàng ta nhớ mãi không quên tên viên cương đó như thế, đã sớm có đề phòng, sẽ không cho nàng ta dễ dàng đem người đi. Chỉ có điều có một chút khẳng định, nàng ta nếu còn sống, lại cho mắt nhìn thế lực của mình bị phá hủy, cái này đã nói rất rõ vấn đề, nói rõ nàng ta đã xảy ra chuyện, không dám trực tiếp đối mặt chúng ta. Mấy người khẽ gật đầu, Lam Đạo Lâm đột nhiên nói, Lữ Vô Song đột nhiên chạy tới tham gia sự việc của Thánh La Sát, tuyệt không phải tới vì giết Thánh La Sát, nếu không đại khái có thể ngồi nhìn Thánh La Sát chết đi. Một câu nói điểm thấu vấn đề của nguyên sắc trước đó đã hỏi là Thánh La Sát sống hay chết. Mọi người tỉnh ngộ, Thánh La Sát không chết, Lữ Vô Song đã tới cứu Thánh La Sát đấy. Thánh La Sát mất tích, cũng có nghĩa là rất có thể bị Lữ Vô Song mang đi. Nàng ta vì sao phải mang đi Thánh La Sát, ô thường lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lấp lóe không yên. Người khác không rõ lắm, hắn lại có suy đoán khác. Lữ Vô Song tìm hạt hoàng là vì tiến vào đệ ngũ vực. Đệ ngũ vực có quan hệ với phu phụ thương tụng, giờ này lại tìm đến thánh la sát mà thánh la sát cũng cùng có quan hệ với đôi phu phụ này hắn hiện tại gần như xác nhận lữ vô song có thể thật sự biết được một số bí mật vượt ra ngoài ma điển tóm lại chuyện này khắp nơi lộ ra bí ẩn một vài lời nói không dễ khiến cho người ngoài nghe được sáu vị ra lệnh người không liên hệ lui ra tại chỗ bắt đầu thương nghị bọn họ bàn bạc tới bàn bạc lui cũng không phải là không nghĩ biện pháp tìm được lữ vô song và thánh la sát một lữ vô song thần thần bí bí hành sự quỷ dị đã khiến cho bọn họ cảnh giác hiện tại ngay cả thánh la sát uy hiếp to lớn kia cũng chạy vào nhân gian sáu người muốn bình tĩnh cũng không dễ dàng rồi mục tiêu của thánh la sát rất rõ ràng tìm kiếm đối mặt thánh la sát một sự uy hiếp to lớn như vậy sáu người tạm thời không chuẩn bị trở về thánh cảnh nữa mà là muốn đích thân chấn giữ nhân gian tránh cho tin tức trở về chậm chạp ứng đối trễ sau khi bọn họ phân chia sáu người trên căn bản chia nhau chấn giữ cảnh nội của các quốc gia một mặt tự mình đốc thúc lục soát tung tích của Thánh La Sát và Lữ Vô Song, một mặt tự mình thúc đẩy kiểm tra đối chiếu sự thật nội bộ phiêu miếu các. Tình thế càng ngày càng loạn, Lữ Vô Song loạn nhập khiến cho Lục Thánh trở về cảm thấy không bình tĩnh rồi, quay về cảm thấy tình thế hơi không khống chế được. Trình độ nào đó Lữ Vô Song có thể chân chính bị bọn họ xem là đối thủ, nhất là nàng ta còn cấu kết với Thánh La Sát uy hiếp to lớn kia. Càng vào giây phút như thế này, càng cần một phiêu miếu các có lực đến làm việc. Việc mất trộm vô lượng quả bên trong phiêu miếu các nhất định phải mau sớm chỉnh lý xong. Từng người trong sáu người đặt chân, đều có người phía dưới đi an bài. Sáu người tản đi, ô thường vẫn chưa rời đi quá xa. Hắn trốn vào một chỗ núi rừng ở gần đấy, bên trong sơn cốc ẩn núp có 10 người đang chờ hắn. Dưới vách núi âm u, 10 người che kín trong lớp áo choàng đen, thấy ô thường đi tới, đua nhau hành lễ. Ô thường giơ tay lên ngừng lại, 10 người cởi áo choàng ra, giang hai tay, lộ ra một bài màu xanh đen treo chi chít bên trong áo choàng, toàn bộ là âm mộc có khắc phù văn. Ô Thường đưa tay cầm một cái mộc bài trong tay, trong miệng lẩm bẩm có từ, trong tay thi pháp. Lưu quang trên phù văn bên trên tiểu mộc bài vận chuyển, hóa thành một luồng tinh quang mờ mịt hư hóa hơn nữa như có như không. Linh quang như một luồng sương mù muốn trốn vào trong minh minh, rồi lại bị năm ngón tay của Ô Thường toát ra hắc vụ cách không vẫy trở về, lần nữa bước về trong âm mộc. Lưu quang của phù văn trên âm mộc lần nữa chuyển động sau đó từ từ thu liễm ô thường hài lòng gật đầu một cái một chiếc xe ngựa ra khỏi nam châu phủ thành đi tới một tòa nông gia trang viên của vùng ngoại ô quản phương nghi chui ra từ bên trong xe tiến vào trong trạch viện hứa lão lục đánh xa vẫn tiếp tục tiến lên quản phương nghi đi vào trong nhà gặp được đám người vân cơ nàng có chút bất ngờ đến ngoài thành rồi không trở về còn vời ta đi ra gặp mặt làm chi sự tình ra sao đạo ra đâu Vân cơ chỉ chỉ về phía rèm cửa bằng vải thô bên trên, bày tỏ ở bên trong phòng. Quản phương nghi lúc này vén mảnh đi vào, phát hiện Nghiêu Hữu Đạo đứng ở cửa sổ dán giấy rách, đứng chắp tay. Cô quét ánh mắt, phát hiện trong phòng còn có một người, trên giường nằm một nữ nhân, quản phương nghi sao có thể nhịn được không nhìn tới là ai. Nàng tới gần trước giường vừa nhìn một cái, một khuôn mặt bẩn thỉu đang ngủ say xưa. Ngân nhi sao, chương 2106, không nghe lời, không có đùi gà ăn, một, quản phương nghi kinh ngạc một tiếng, ngay sau đó lại vỗ vỗ ngực, như chút được gánh nặng vậy. Cũng may, không sao là tốt rồi, đạo gia tự thân xuất mã, dĩ nhiên không thành vấn đề. Lời nói có chút mùi vị trêu chọc nghiêu hữu đạo đây. Cô chợt nhận ra không đúng, tiếp đó nghiêng người ngồi bên cạnh giường, đưa tay dò xét một chút, quay đầu lại hỏi. Nàng ta bị thương rồi sao? Nghiêu hữu đạo đứng phía trước cửa sổ, không lên tiếng, trái lại vân cơ theo vào đã cất giọng trả lời. Cũng chúng độc rồi, chẳng qua là bây giờ đã không sao, đoán chừng sắp tỉnh dậy rồi, cũng sẽ không có vấn đề gì nữa, nhưng nhất định là nguyên khí tổn hao nhiều. Quản Phương nghi đứng lên hỏi, chuyện gì xảy ra, Vân Cơ nhìn xuống phản ứng của Nghiêu Hữu Đạo, thấy hắn không phản ứng, liền nói với nàng ta chuyện đã xảy ra. Quản Phương Nhi sợ hết hồn hết vía, Nghiêu Hữu Đạo xoay người, cũng lên tiếng, đoán chừng nàng ấy nhanh chóng tỉnh lại thôi, người an bài một chút, lát nữa lại tìm cái cớ hợp, mang nàng ấy vào thành đưa đến bên phía quận chúa đi quản phương nghi yên lặng gật đầu bỗng trần chờ hỏi quận chúa có thể nói là một nữ nhân thông tuệ đột nhiên đưa ngân nhi đến ngài không sợ quận chúa phát hiện đầu mối gì sao Như hữu đạo trả lời ngoại trừ bên quận chúa cái đứa tham ăn này cũng không có chỗ để đi tình huống trước mắt ta không thể mang nàng ta theo bên người còn có thể phát hiện đầu mối gì hay không có thể giấu giếm thì giấu giếm thực tế không gạt được cũng không có cách ta đã bị chết lâu như vậy danh tiếng đã chống nổi rồi quận chúa cũng sẽ không để người chú ý nữa lời tuy nói như vậy nhưng mà quản phương nhi không khỏi cười khổ thật sự nếu để cho thương thục thanh biết được vị này còn sống nàng ta thân là một trong người lừa bịp gặp lại thật lúng túng ai chẳng qua là tên chết tiệt này lại còn sống đấy ta xem ngươi làm sao ăn nói với nàng ấy quản phương nghi lắc đầu nghiêu hữu đạo liếc nói ta cần nói rõ với nàng ấy sao quản phương Nghi hô a à một tiếng châm chọc nói ngài cũng không sợ ta có gì phải sợ còn giấu giếm cái gì đừng giấu giếm quay đầu lại đưa ngân nhi đi trực tiếp nói cho nàng ấy biết không phải song xuôi sao nhưu hữu đạo lúc này cảnh cáo ngươi đừng ở không đi gây sự thời buổi rối loạn ngươi còn ngại sự việc không đủ nhiều sao quản phương nhi bĩu môi gương mặt khinh bỉ không lôi thôi với ngài nữa ta đi trước bắt tay an bài đây cô quay đầu lại liếc nhìn ngân nhi ngủ say tiếp đó lắc mông bước đi Cô không an bài trước một chút không được, bên này không mang Ngân Nhi vào thành chính là nguyên nhân, Ngân Nhi không thể từ Mao Lư Biệt Viện trực tiếp đưa đến Thương Thục Thanh như vậy. Sự trở về của Ngân Nhi nhất định phải có một lời giải thích hợp tình lý mới được. Đợi nàng đi rồi, Nhiều Hiếu Đạo cũng đi ra từ bên trong, nói với Viên Cương. Hồng Nương có chuyện, trong nhà không thể không có người chấn giữ, nơi này một mình ta đủ rồi, người và Vân Cơ mang nàng ta đi về trước đi. Người được gọi là cô ta, dĩ nhiên là chỉ lữ vô song. Viên Cương và Vân Cơ dĩ nhiên không có ý kiến, nhưng Lữ Vô Song bên cạnh lại có ý kiến. Lời nói trước tiên là nói cho rõ ràng, sự việc đã nói xong trước đó thì tính thế nào đây? Hai gò má của Viên Cương căng thẳng, dĩ nhiên hiểu được sự việc mà nàng ta nói là chuyện gì. Lui một vạn bước nói, giữa nam nữ sung sướng là một chuyện, bảo cưới lão bà không biết mấy trăm tuổi như vậy, có lẽ bên ngoài nhìn không già, nhưng đoán chừng đa số trong lòng nam nhân cũng sẽ không thuận, huống chi còn là một nữ nhân mang lòng dạ bất lương, lại huống hồ là viên cương như hữu đạo trực tiếp hỏi lại một câu thế nào vô song thánh tôn vội vã động phòng hay sao thân thể nàng còn chưa khôi phục chịu nổi sao rõ ràng đang giễu cợt lữ vô song lại không xem ra gì ta rất sốt ruột động phòng đấy về phần có ăn được hay không đó là chuyện của ta thái độ không biết xấu hổ này của nàng ta càng khiến viên cương đứng bên cạnh căng thẳng hai má như hữu đạo nghiêng qua viên cương một cái vô song thánh tôn hà cớ gì coi rẻ bản thân mình gả cưới là trung thân đại sự, người tình ta nguyện mới có thể mỹ mãn, nếu không là tự dước lấy nhục. Không bằng như vậy, đổi lại những điều kiện khác, điều kiện nàng đưa ra, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Lữ vô song nở nụ cười, nếu như trước cái gì cũng không biết, nàng ta có lẽ thật đúng là sẽ nói chuyện khác một chút, nhưng đã biết bí mật của Thánh La Sát, còn có Tây Hải Đường cũng có mặt ở đó nghe lệnh của bên này, thêm sự việc của giới thứ năm, chính mắt thấy sau lưng những người này không đơn giản đã là như ẩn như hiện nàng ta có thể đứng hàng một trong cửu thánh nhiều năm, không phải người ngu. Tây Hải Đường, Vạn Thú Môn, Thánh La Sát, liên tiếp người và sự việc, nàng ta đã có đầy đủ lý do tin tưởng, cái chết của Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di không đơn giản như vậy, không phải bất ngờ, rất có thể là bên này chủ mưu. Giữa cửu thánh tranh phong nhiều năm, ngay cả nàng đều không có biện pháp giết chết Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di, mà bên này lại làm được, ngay cả nàng ta cũng bại rồi. Nàng ta đã thua, cho dù bên này bỏ qua cho nàng, cho dù thả nàng đi, thì nàng có thể đi đâu chứ? Mặt khác lục thánh có thể bỏ qua cho nàng mới là lạ, đã đi ra bên này, nàng chỉ có một con đường chết. Nghĩ biện pháp bảo vệ tánh mạng là yêu cầu cơ bản nhất. Điều kiện tiên quyết bảo vệ tánh mạng, nàng ta cao cao tại thượng nhiều năm, đương nhiên là không hy vọng bị người tùy ý giày xéo, dĩ nhiên hy vọng có thể sống được khá hơn một chút. Hiểu biết nhiều, sự thái càng trở nên rõ ràng, ý tưởng của nàng ta cũng càng trở nên đơn giản, tâm tư cũng càng trở nên kiên định, trả lời chắc chắn cũng rất kiên quyết. Không cần, ta coi trọng hắn rồi, đã nghĩ gả cho hắn. Nghiêu hữu đạo lạnh lùng nhìn nàng ta, chợt từ từ quay đầu lại nhìn về phía viên cương. Chuyện này ngươi không cần lo, giao cho ta giải quyết được chứ. Viên cương trần chờ, không biết hắn muốn làm gì, nhưng trong lòng rõ ràng, đạo gia cũng không phải người nhân từ nương tay gì cả. Nói để hắn giải quyết thì nhất định sẽ giải quyết gọn gàng sạch sẽ. Hắn là người lời hứa ngàn vàng, đối với lời hứa hẹn chân chính, lữ vô song đánh cược mệnh đổi một lời hứa hẹn của hắn cho dù hắn chán ghét đến đâu đi nữa trong nội tâm cũng vẫn có chút do dự phân cơ bên cạnh đưa tay kéo cánh tay của viên cương đi để đạo ra xử lý thân là nữ nhân nàng thấy bộ dạng không cần mặt mũi đó của lữ vô song cũng không vừa mắt viên cương thân bất do kỳ bị bắt rời đi ánh mắt của lữ vô song lóe lên đột nhiên ý thức được khí thức nguy hiểm nồng đậm tới gần nàng ta đã từng chú ý qua tình huống của ngưu hữu đạo hiểu được vị này cũng không phải hiền lành gì, lúc này nàng mới hô lên. Viên cương, ta nếu toàn thân tu vi còn đây, chịu thiệt thòi cũng nên nhận. Giờ này ta tay chói gà không chặt, người không ngờ lại dùng một câu hứa hẹn gà ta làm việc, sau còn muốn hại ta một người con gái yếu đuối tay không tất sắt trong tay, người có phải là nam nhân hay không? Khóe miệng của viên cương giật lên một cái, như hữu đạo nói lạnh nhạt, vô song thánh tôn, nàng cũng không phải con gái yếu đuối gì, chọn lựa trái hồng mềm nắm nặn sẽ không có ý tứ. Lữ vô song lập tức nói với hắn, ngươi cho là để ta lộ diện quát lui những người kia, sự tình đã trôi qua rồi sao? Ta cho ngươi biết, ta đã bại lộ rồi, nàng ta đột nhiên chuyển cách nói, được thôi, các ngươi không giữ lời hứa, ta cũng không thể nói gì hơn, ta ngoan ngoãn đi cùng bọn họ là được. Nàng ta dứt lời xoay người rời đi, đuổi theo vân cơ và viên cương. Cái gì gọi là đã bại lộ, như hữu đạo bị lời nói này của nàng ta biến thành trong lòng hơi hồi hộp một chút, lúc này quát. Chậm đã, Chương 2107, không nghe lời, không có đùi gà ăn. Hai, Lữ Vô Song dừng bước, Vân Cơ và Viên Cương cũng bởi vì lời nói bại lộ mà dừng bước. Lữ Vô Song quay đầu lại, ta đã ngoan ngoãn thuận theo, còn không hài lòng sao? Nghiêu Hữu Đạo không thể không hỏi, nàng mới vừa nói bại lộ là có ý gì? Lữ Vô Song cười nhạo, là ngươi sẽ giải thích với Lục Thánh, hay là ta sẽ giải thích cho bọn họ đây? Bọn họ cũng hiểu biết rất rõ về ta. Người để ta lộ diện quát lui những người kia, căn bản không phải phong cách của ta. Bọn họ hạ độc thủ thanh tiếu thế lực của ta, ta phản ứng thế nào đây? Ta lúc đó lộ diện, sẽ không phải làm như chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Đổi thành ta lúc đầu, lộ diện chuyện thứ nhất chính là trước hết giết một số người, cũng nhất định phải lấy màu sắc. Tên phiêu miếu các chú Nam Châu chấp sự trần hám khôi kia, ta tất sát không thể nghi ngờ. Như vậy quát lui mới là cách làm bình thường của Lữ Vô Song ta, nhưng mà ta cái gì cũng không làm, đổi lại ngươi là lục thánh sẽ nghĩ như thế nào ít nhất ta dám xác định lục thánh nhất định suy đoán ra được ta đã xảy ra chuyện nhất định đoán được ta đã đánh mất năng lực động thủ nghiêu hữu đạo hơi nhíu mày đây chính là vấn đề mà hắn không nghĩ tới bởi vì hắn không biết lục thánh nghe lữ vô song nói như vậy xác thực theo lý của nàng ta đích xác đã bại lộ lữ vô song lại bồi tiếp một câu các ngươi tự cho là đúng không ngờ lại lộ ra sơ hở nhiều lắm ta thậm chí có thể đoán được bọn họ kế tiếp sẽ làm gì nữa đấy. như hữu đạo lập tức hỏi bọn họ sẽ làm gì. lữ vô song lại có chừng có mực. ngươi vừa rồi đã động sát cơ với ta, ngươi cảm thấy ta còn có thể nói ra sao? đối với người không giữ cam kết, người hiện tại nói cái gì, ta đều sẽ không tin. ta vẫn là câu nói kia, lột ra ta cũng không sợ, có thủ đoạn gì lấy hết ra, trong mức cái chết, ta nhận là được. các ngươi không tuân thủ hứa hẹn, tính mạng của ta không có bảo đảm phải chết mọi người cùng nhau chết. Nàng ta dứt lời xoay người mà đi, đi tới bên cạnh Viên Cương và Vân Cơ, lại cười nói. "Nhị vị còn chờ gì nữa, đi a, à? đi cái gì mà đi chứ?" Viên Cương và Vân Cơ khó có thể dịch bước, nói là bị lời nói của Lữ Vô Song làm cho sợ cũng không phải là quá đáng. Hai người đều nhìn chằm chằm phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo ngưng động không ngừng, cuối cùng mỉm cười. "Không hổ là Vô Song thánh tôn, bản lãnh bảo vệ tánh mạng quả nhiên rất có nghề." Lữ vô song bình tĩnh ung dung nói, quá khen, còn không phải thua bởi trên tay của các người đấy sao? Như Hữu đạo nói, nàng ở đây lừa ta, lữ vô song lên tiếng, thật sao, vậy ta có thể tiết lộ ra một chút xíu siêu nữa, cũng bởi vì sự việc mà ngươi đã làm ra ở cái thị trấn nhỏ đó, cũng bởi vì ngươi lộ ra một lượng lớn sơ hở, lục thánh mang khí thủ thánh cảnh, mang bố võng tự mình chấn giữ nhân gian, rất nhanh sẽ một lần hành động hoàn toàn diệt trừ các ngươi. Các ngươi một tên cũng đừng nghĩ chạy thoát ngươi rất nhanh sẽ nhận được tin tức đấy thời gian còn lại cho ngươi không nhiều lắm ta cũng muốn nhìn xem ngươi có muốn đi cầu ta hay không nàng ta lại đổi hướng cười nói với hai người kia sao không đi nữa khí thủ thánh cảnh tự mình chấn giữ nhân gian nghiêu hữu đạo nghe thấy lời ấy trong lòng có chút lộ vẻ động lòng lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương hắn cũng không biết mình lộ ra một lượng lớn sơ hở nhưng mà lời nói trước đó của lữ vô song không thể nghi ngờ đã chứng minh một ít chuyện hắn không nghĩ tới nhưng mà hắn có thể nói gì đây? Có thể nói cẩn thận, đáp ứng khiến cho viên cương hiện tại cưới nàng ta hay sao? Sau khi nghiêu hữu đạo hơi im lặng, bèn nghiêng đầu ra hiệu nói. Trước tiên mang nàng ta đi về, vân cơ một phen giật cánh tay của lữ vô song, lôi đi, đi tới một góc của đình viện, trực tiếp chui xuống đất mà vào, tiến nhập vào mật đạo sâu trong lòng đất đi thông bên trong thành. Nghiêu hữu đạo một mình lưu thủ trầm mặc cẩn thận suy tư về cả kiện sự việc trước đó. Quản phương nghi chuẩn bị thỏa đáng sự tình, đã trở lại mang theo kiện hàng trở về lúc trạng vạng tối ngân nhi cũng tỉnh lại quản phương nhi dẫn nàng rửa mặt giúp nàng thay đổi quần áo nghiêu hữu đạo đi ra một chuyến trở về mang theo một túi giấy dầu ngân nhi ngửi ngùi tìm tới quấn quyết lấy muốn nhìn bên trong túi giấy dầu là cái gì nghiêu hữu đạo thật sự không biết nên nói nàng cái gì tốt thiếu chút nữa tính mạng cũng không còn để ăn vẫn là tính xấu không đổi nghiêu hữu đạo mở ra túi giấy dầu lộ ra bên trong đùi gà ngân nhi lập tức hai mắt sáng lên đưa tay liền đoạt lấy nghiêu hữu đạo một phen ấn chặt một tay khác chặn nàng ta không cho nàng lấy đạo đạo đói bụng ngân nhi dáng vẻ rất vì khuất nghiêu hữu đạo gói kỹ bọc giấy lại không đưa cho nàng ta mà ném cho quản phương nhi kéo lại ngân nhi muốn đi theo bọc giấy cảnh cáo nói nghe lời có đùi gà ăn không nghe lời không có đùi gà ăn ngân nhi liên tục gật đầu nghe lời nghiêu hữu đạo nàng đi cùng hồng nương nghe lời nàng ấy sau này không được nhắc tới ta với bất kỳ người nào hiểu chưa đi theo huynh ngân nhi bước về trước kéo ống tay áo hắn lại quay đầu nhìn đùi gà trên tay của quản phương nghi hiển nhiên là hai bên đều không nỡ bỏ quản phương nghi giờ khóc giờ cười như hữu đạo nắm lấy tay của nàng nghe rõ chưa sau này không được nhắc tới ta với bất kỳ người nào nếu không vĩnh viễn không có đùi gà ăn bộ dạng rất nghiêm khắc tóm lại hắn vừa dỗ vừa lừa cuối cùng khiến cho ngân nhi hiểu rõ cũng đã đáp ứng đi theo quản phương nghi lên xe ngựa. Sau khi Ngân Nhi lên xe ngựa, nàng lấy được cái đùi gà thứ nhất, lập tức gặm cắn, trong miệng nhai nhai còn lầm bầm một câu. Đạo đạo, quản phương nghi lập tức hù dọa, đừng nhắc lại đạo đạo nữa, nếu không sau này không có đùi gà ăn. Ngân Nhi đột nhiên trừng mắt thụ nhãn nhìn chằm chằm nàng ta, một bộ dáng lão nương rất tức giận. So với lời đe dọa của Ngưu Hữu Đạo có hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Thân tình của quản phương nghi khựng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hiểu được chọc giận vị này sẽ là hậu quả gì người ta còn chưa đưa về trong thành liền chơi đùa xảy ra chuyện không làm được còn phải ném cả mạng mình vào dưới cái nhìn phẫn nộ của ngân nhi quản phương nhi trong nháy mắt thay đổi sắc mặt miến cưỡng cười vui phản ứng cũng nhanh nhẹn móc ra một cái đùi gà trong túi giấy dầu quơ qua quơ lại ngân nhi lập tức xuất thủ đoạt lấy đùi gà tới tay sẽ không so đo với nàng ta nữa tay trái một đùi gà tay phải một đùi gà đáng thỏa mãn tha thứ cho nàng ta, lại tiếp tục nhai nhòm nhòm. Nhưng quản phương nghi vẫn phải nhắc nhở, ngân nhi, đạo đạo nói, nàng đừng nhắc tới hắn nữa, hắn không vui, hắn sau này không cho nàng đùi gà ăn nữa. Dù sao quản phương nghi cũng không bày tỏ đó là ý của mình, toàn bộ đẩy tới trên người như hữu đạo. Ngân nhi quay đầu, nhìn nhìn nàng ta, lại nhìn một chút đùi gà trong tay, lộ ra bộ dạng rất nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng cắn mạnh một cái, lập lại, giọng nói hàm hồ. Đạo đạo tức giận, không được nhắc tới đạo đạo, quản phương nghi lập tức như chút được gánh nặng, vui vẻ ra mặt nói. Không sai không sai, không đề cập nữa, cô cười xong, lại một mặt sầu lo, chỉ bằng bộ não tàn này, có thể bảo đảm không nói lỡ miệng sao. Chẳng qua là cũng may cái tên tham ăn này không dễ dàng nói ra lời nói gì trọn vẹn. Cổ đạo trời chiều, xe ngựa vào thành, đến vương phủ. Chiếc xe không trực tiếp đi vào chỗ ngủ của vương phủ, mà đi vào giữa hai viện bên cạnh vương phủ, cũng là con đường mà những học trò của Thương Thục Thanh xuôi ngược đi học. Thương Thục Thanh đã chờ trên đường bên ngoài học đường, bồi hồi chờ đợi. Nàng nghe nói Ngân Nhi biến mất rất lâu đã trở lại, cũng rất chờ mong, vì thế cố ý cho các học trò ra về sớm hơn. chương 2108, Vĩnh Viễn không cho đùi gà, người xấu. Tin tức đương nhiên là Quản Phương Nhi đã thông báo trước đó. Nàng đã an bài chuẩn bị trước bên trong có khâu này, không thể đột một đưa đến trước mặt của Thương Thục Thanh, nàng ấy có nguyện ý chứa chấp hay không nhất định phải nhìn một chút thái độ của nàng ấy. Dĩ nhiên, bất kể là nghiêu hữu đạo hay là quản phương nghi đều không cho rằng thương thục thanh là thứ người ngại phiền toái không nguyện chiếu cố ngân nhi. Nhưng thương thục thanh dưới sự vui mừng liên tục bày tỏ thái độ nguyện ý ít nhiều vẫn khiến cho quản phương nghi có chút bất ngờ. Không ngờ rằng, đối với thương thục thanh mà nói, ngân nhi mới là người chân chính không dùng đẹp xấu nhìn người, hơn nữa tin cậy nàng ta cũng là người nàng ta duy nhất không cần quan tâm tướng mạo của mình đưa lên phương diện hàng đầu thương thục thanh thấy xe ngựa của quản phương nghi đi vào từ cửa đường hẻm nàng dừng bước ngóng cổ chờ mong trong ánh mắt đã toát ra cảm giác mong đợi xe ngựa dừng lại bên trong màn xe bay ra mùi thịt thương thục thanh phập phồng cánh mũi quản phương nghi xoay mình chui ra nhảy xuống xe ngựa gật đầu một cái với thương thục thanh vừa chỉ chỉ xe ngựa tỏ ý người trong xe ngựa sau đó đưa tay vén màn xe hô ngân nhi đến rồi, xuống thôi. Một cái đầu đưa ra ngoài, gương mặt thanh thuần, chính là Ngân Nhi, hết nhìn đông tới nhìn tây, một tay vừa cầm đùi gà cắn, một tay vừa ôm túi giấy dầu. Quả nhiên là Ngân Nhi, vẫn như cũ, rõ ràng lớn lên thanh thuần khả nhân, lại vĩnh viễn là một bộ dạng hám ăn. Thương Thục Thanh buồn cười, giơ tay lên che miệng, thiếu chút nữa cười lên tiếng, cũng đích thật là cao hứng. Xuống đây, quản phương nghi ngoắc liên tục, Ngân Nhi bấy giờ mới bất đắc dĩ nhảy xuống xe ngựa, tiếp tục vừa ăn vừa hết nhìn đông tới nhìn tây đối với hoàn cảnh xa lạ ít nhiều có chút cảnh giác hoặc là nói có chút khó chịu may mắn có đùi gà hóa giải quản phương nghi nghiêng đầu ra hiệu hứa lão lục lái xe rời đi ngân nhi nhìn một chút ai vậy còn nhớ không quản phương nghi liên tục gọi thương thục thanh ở bên cạnh che miệng lập tức để tay xuống cười thủng tìm nhìn ngân nhi ngân nhi tùy ý nhìn cau mày cắn một cái đùi gà quay đầu dòm lại cắn một cái dáng vẻ rất nghi hoặc lại cắn thêm một cái chỉ có điều động tác nhai nhai trong miệng thật ra thì dần dần chậm xuống rồi sau khi nàng dùng sức nuốt xuống có chút không xác định rụt rè e lệ thử dò xét một câu thanh thanh đúng không quản phương nghi than thở chẳng những tên hám ăn này trí nhớ vẫn chưa thật sự quá tốt chỉ có điều bất kể nói thế nào đối với thương thục vẫn nhớ là thanh thanh mà đối với nàng thì lại dường như hoàn toàn không có ấn tượng trước đó trong xe ngựa lặp đi lặp lại nhắc nhở đều không nghĩ ra chẳng khác gì là nhận thức lại rồi Thương Thục Thanh cười liên tục gật đầu. Ngân Nhi, Ngân Nhi lập tức hai mắt sáng lên, lắc cái đùi gà sơ xác hơi lộ ra căng thẳng xác nhận một tiếng. Thanh Thanh, Quản Phương Nhi xem như đã nhìn ra, cái tên tham ăn này đối với Thương Thục Thanh trời xanh thì có hảo cảm, lại còn có thể toát ra thần thái căng thẳng ngượng ngùng, không giống đối với nàng, động cái chừng mắt thụ nhãn bộ dạng tin hay không lão nương đánh ngươi một trầu. Bất kể như thế nào, Thương Thục Thanh có thể ước thúc con yêu ma này là tốt rồi, Quản Phương Nhi thở phào nhẹ nhõm. Quận chúa, người giao cho nàng lời nhắn nhủ trước đó mong rằng nhớ kỹ thương thục thanh gật gật đầu không tỉ yên tâm ta sẽ mang nàng ta bên người ngủ cũng sẽ ngủ cùng ta giống như trước kia tại mao lư sơn trang vậy quản phương nghi nói có lời này của quận chúa ta an tâm rồi lát nữa ta sẽ điều hai vị hòa thượng từ nam sơn tự đến đây vẫn quy tắc cũ chuyên môn cho nàng thiên vị làm ăn thương thục thanh lại không nhịn được che miệng cười một tiếng đích xác cái đồ thăm ăn này có thể một ngày ăn đến tối không ngừng Chăm ăn không hết chán, chỉ cần có ăn, nàng ta cũng thuận tiện sai khiến Ngân Nhi khẳng định nghe lời vô cùng. Người đã bàn giao đến nơi đến trốn rồi, Quản Phương Nghi nhìn một chút sắc trời không còn sớm, liền cáo từ, trước khi đi không quên thông báo, nếu như Ngân Nhi có vấn đề gì, bảo Thương Thục Thanh lập tức đến Mao Lưu Biệt Viện đối diện Vương Phủ nói một tiếng. Thương Thục Thanh hạ thấp người đưa tiến, sau khi cười gọi, Ngân Nhi, đi theo ta, Ngân Nhi không có ý kiến dư thừa, từ từ gặm đùi gà, nhăn nhăn nhó nhó theo nàng ta cách xa nhau lâu rồi ít nhiều có chút cảm giác xa lạ. Nghe nói vốn dĩ ngân nhi của Mao Lư Sơn Trang đến rồi, Thương Chiêu Tông và Phượng Nhược Nam đều đã từng nghe danh, cố ý đến thăm. Nhưng mà Ngân Nhi đúng là người không có lễ phép gì cả, người tới như vậy cũng rất lúng túng, trong chốc lát đều đi rồi. Đợi cho một túi lớn đùi gà của Ngân Nhi đều gặm xong, Thương Thục Thanh kêu người hầu mang nước rửa mặt, phải giúp Ngân Nhi rửa đôi tay bóng nhẫy kia một cái. Ngân Nhi không có hảo cảm đối với người xa lạ, không để cho họ chạm vào, vừa đụng sẽ không cao hứng. Thương Thục Thanh không làm gì khác hơn là kêu người hầu lui xuống, tự mình động thủ giúp Ngân Nhi rửa một cái. Vào lúc rửa tay, chỉ còn lại hai người, Thương Thục Thanh hảo tâm, ân cần hỏi thăm. Ngân Nhi, những năm này không gặp, người đi đâu vậy? Ngân Nhi có chút mờ mịt, cũng không biết mình đi đâu, lắc lắc đầu. Thương Thục Thanh hiểu được nàng ta đầu óc không tốt lắm, thử hỏi. Đạo ra đưa người đi rồi, người không biết sao? Ngân Nhi lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo. Thương Thục Thanh kinh ngạc, người hận đạo ra đưa người đi sao? Ngân Nhi tiếp tục lắc đầu, đạo đạo không cho nói ra hắn. Thương Thục Thanh cho là nàng đang nói nghiêu hữu đạo đã từng nhắn nhủ, cũng cho là nàng còn không biết nghiêu hữu đạo đã chết, sống mũi cay cay, gượng ép cười nói. Không nên hận đạo ra, đạo ra cũng không dễ dàng. Huynh ấy lúc trước làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân đấy. Ngân Nhi lần nữa nhấn mạnh, không được nhắc tới đạo đạo, được được, không đề cập nữa. Thương Thục Thanh cười cười, giật cái khăn lông giúp nàng lau tay nhưng lúc vô ý vén lên tay áo của nàng ta thấy vết máu trên tay của nàng lúc này kéo tay áo của nàng lên chút nữa kết quả phát hiện trên cánh tay ngân nhi có không ít vết thương còn có từng khối máu ứ động lập tức kinh ngạc hỏi sao lại biến thành như vậy chứ bản thân ngân nhi cũng không rõ ràng mờ mịt lắc đầu thương thục thanh có chút đau lòng nàng gái này đầu óc không tốt xem ra là ở bên ngoài gặp không ít khổ rồi hồng nương kêu ta không nên hỏi nhiều Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, theo lý thuyết, sự an bài của đạo gia sẽ không có gì không ổn mới đúng, tại sao có thể như vậy? Ngân Nhi, hồng nương tìm được nàng từ đâu vậy? Ngân Nhi đáp, đạo đạo kêu Ngân Nhi cùng hồng hồng trở về. Thương Thục thanh thử phiên dịch lời của nàng, đạo gia kêu nàng cùng hồng nương trở về sao? Lời kia vừa thốt ra, chính nàng đều ngây ngẩn cả người, mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Ngân Nhi lại lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo, Thương Thục thanh cầm lấy hai tay của nàng ta, thử dò xét hỏi. Tại sao không được nhắc tới đạo đạo? Ngân Nhi đáp, không cho đùi gà, thương Thục Thanh lần nữa thử dò xét, nhắc tới đạo gia, sẽ không cho nàng đùi gà ăn hay sao? Ngân Nhi lúc này gật mạnh đầu, thương Thục Thanh cẩn thận thử dò xét, trước khi nàng cùng Hồng Nương trở về, đã gặp qua đạo gia đúng không? Ngân Nhi gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo, ngực của thương Thục Thanh phập phồng có chút rồn rập, hỏi nữa. Nàng lần này trở về, gặp được đạo gia rồi đúng không? Ngân Nhi lắc đầu, không được nhắc tới đạo đạo, hàm răng của thương thục thanh cắn cắn môi, buông xuống ống tay áo mà nàng vén lên, bước nhanh đi về hướng cửa, giơ tay lên gọi người hầu đến, dặn dò. Lập tức đi ra đường phố, mua một giỏ đùi gà nóng hổi đến đây, phải nhanh lên. Dạ, chương 2109, ai đang thuyết phục ai? Một, người hầu lĩnh mệnh mà đi, Ngân Nhi đứng ngây ngốc trong phòng, thương thục thanh thì đi tới đi lui bên cạnh nàng, rõ ràng một bộ dạng tâm thần không yên có người hầu trong phủ đến mời dùng bữa tối thương thục thanh trả lời một câu không đói bụng trực tiếp cự tuyệt mãi mới chờ đến lúc người hầu mang tới một giỏ đùi gà nướng thương thục thanh sau khi nhận lấy kêu người hầu lui xuống tự tay đóng cửa mùi thơm mê người quen thuộc ngân nhi nuốt nước bọt đỏ mắt trông mong theo thương thục thanh dẫn nàng vào trong phòng để lộ vải tre trên giỏ lộ ra đùi gà nướng vàng óng ánh mê người bên trong ngân nhi đưa tay đã chộp lấy thương thục thanh ấn chặt tay của nàng lắc đầu với nàng ngân nhi trái lại nghe lời chỉ có điều gương mặt ủy khuất đáng thương mong đợi nhìn nàng ta thanh thanh đói bụng thương thục thanh đặt cái túi trên bàn sang một bên lấy ra một cái đùi gà nói cho biết ngân nhi không được nói dối nói thật ra ta cho ngươi ăn đùi gà được không ngân nhi lập tức gật đầu được thương thục thanh lập tức đưa cho nàng ta ngân nhi tới tay liền gặm ngân nhi đã có ăn lập tức gương mặt thỏa mãn Thương Thục Thanh do dự một chút, hỏi, trước khi Hồng Nương mang nàng trở về, đạo gia cũng có mặt đúng không? Ngân Nhi không có gì khách khí, sự uy hiếp của người nào đó không có tác dụng rồi, không cho đùi gà ăn, đã có người cho rồi, nàng bèn gật đầu ừ. Một tiếng, Thương Thục Thanh lập tức tim đập rộn lên, nhưng mà lời nói của tên hám ăn này chưa chắc có thể tin, dù sao đầu óc không quá linh quang, có thể hiểu lầm ý của mình, nàng lại lần nữa xác nhận từ một góc độ khác. Trước khi người trở về, đạo gia không cho ngươi nhắc tới hắn, nếu không sẽ không cho ngươi đùi gà ăn, đúng hay không? Ngân Nhi liên tục gật đầu, còn rất oán giận, ngay lập tức liền bán đi nghiêu hữu đạo rồi. Vĩnh viễn không để cho đùi gà, người xấu. Thương Thục Thanh trong nháy mắt hai tay bụng miệng, đầu đầu cũng thấy khó có thể tin, hốc mắt đỏ lên. Ngân Nhi ngẩn ra, không ngừng đưa ra đùi gà ăn qua trong tay. Đừng khóc, cho nàng ăn nè. Oai oai, Thương Thục Thanh lắc đầu, đưa tay đẩy trả lại. Ta không ăn, nàng ăn đi. Tâm tình của nàng rất kích động, cũng rất mâu thuẫn, lo lắng cho mình nghĩ sai rồi, lần nữa xác nhận. Ngân Nhi, hồng nương có phải cũng dặn dò nàng, kêu nàng không được nhắc tới chuyện thấy qua đạo ra, nếu không sẽ không cho nàng đùi gà để ăn đúng không? Ngân Nhi lần nữa gật đầu, lần nữa oán giận, người xấu, oán giận thuộc về oán giận, nhưng lệ quang trong mắt của Thương Thục Thanh vẫn không thể gạt được nàng ta, lần nữa đưa cho Thương Thục Thanh cái đùi gà trong tay đã gặm qua. Thanh Thanh, Thương Thục Thanh cười trong nước mắt lần nữa đẩy trả lại, chỉ chỉ trong túi, bày tỏ vẫn còn cái khác. Được thôi, Ngân Nhi thu lại tự mình tiếp tục gặm. Thương Thục Thanh xoay người, khăn tay lau nước mắt, nắm tay bồi hồi, mười ngón dầu dĩ, đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ vừa mới thâm trầm xuống, dần dần bình tĩnh lại, trong đôi mắt sáng lộ ra suy nghĩ phức tạp. Nàng ta mặc dù tiếp nhận thực tế đạo gia đã chết, nhưng mà một mực không muốn tin tưởng. Nếu lời nói của Ngân Nhi là thật thì sao? mấu chốt nàng ta không biết mình phải đối mặt như thế nào. Nếu quả như thật sự đạo gia còn sống, vậy nói rõ huynh ấy luôn luôn ẩn giấu chân tướng gì đó, nàng ta cũng biết, đạo gia làm như vậy nhất định là liên quan trọng đại. Thánh cảnh là địa phương nào? Giả chết trong thánh cảnh cũng tất nhiên là liên quan trọng đại, động lôi đình vạn quân, liên lụy tới bao nhiêu người, không phải là nàng có thể chịu đựng. Nàng là người tự biết rõ, nếu việc không muốn cho nàng biết, nàng ta không thể giúp gì, chi phối không được gì, không có bất kỳ chỗ dùng nào, dĩ nhiên cũng không có tư cách đi nói cái gì, đạo gia cũng không cần giải thích gì với nàng. Nhưng huynh ấy có thể còn sống, lòng của nàng nóng rực, kích động khẩn trương. Ngân Nhi, nàng ta cũng vẫn không dám xác định, nhưng mà Ngân Nhi không có cách nào trao đổi như bình thường, hỏi nữa, lặp đi lặp lại cũng chính là những lời này. Nhưng mà nàng ta sẽ suy nghĩ, sẽ đi phán đoán, đạo gia sau khi chết, mau lư biệt viện bị tử kim động trục xuất, vốn tưởng rằng sắp xảy ra kinh biến mơ hồ sấm dậy lại vững vàng vượt qua, Nam Châu trên dưới vững vững vàng vàng. Vào thời khắc lòng người bàng hoàng khiến người ta lo lắng, ca ca bọn họ không ngờ lại nhanh chóng giải quyết tử kim độc, ổn định thế lực tu hành bên trong Nam Châu, ổn định thế lực chung quanh Nam Châu. Một số sự việc đã từng khiến cho nàng cảm thấy nghi ngờ, hiện tại dường như tìm được đáp án rồi. Người chấn khiếp thế cục của Nam Châu chính là câu trả lời tốt nhất. Hay nói cách khác, nếu như người đó còn sống, ca ca hẳn biết rõ tình hình đấy. Không biết từ khi nào, Thương Thục Thanh cũng không biết mình đã đứng trước cửa sổ bao lâu rồi. Một đôi tay bóng nhảy vươn tới bên cạnh nàng ta, chuyển đến thanh âm của Ngân Nhi. Thanh Thanh, Thương Thục Thanh tỉnh hồn lại, đi tới cạnh cái túi nhìn một cái, phát hiện cả một túi đùi gà đã bị Ngân Nhi gặm sạch sẽ. Nàng ta liền kéo Ngân Nhi ra ngoài, lại sai người mang nước tới, tự mình giúp Ngân Nhi rửa tay. Vào lúc nàng lau chùi hai tay của Ngân Nhi, Thương Thục Thanh không thể nén dục vọng trong lòng tìm chân tướng, hỏi Ngân Nhi nàng còn có thể nhận ra đạo gia chứ ngân nhi gật gật đầu lại lắc đầu không được nhắc tới đạo đạo đùi gà đã ăn xong rồi lại bắt đầu tuân thủ hứa hẹn thương thục thanh không nói thêm gì nữa lại kéo tay của ngân nhi đi ra chạy thẳng tới mao lư biệt viện cách vương phủ chỉ có điều trên đường hết lần này tới lần khác dừng lại nhiều lần trong vương phủ miễn cưỡng xem như đèn đuốc sáng trưng đám hạ nhân có việc của đám hạ nhân làm đám thủ vệ có việc của đám thủ vệ chủ nhân cũng khó nghỉ ngơi bên trong anh vũ đường Thương Chiêu Tông và Mông Sơn Minh ngày đêm chú ý tiến triển của chiến sự. Tình hình chiến đấu của Tấn Quốc và Tề Quốc đã chú ý thứ yếu, trọng điểm chú ý chính là sự việc đối với Tần Chiến. Lần này đối với Tần Trinh Chiến, Yến, Hàn hai nước liên thủ, bên Yến Quốc Thế Công không phải là Nam Châu một nhà bao đánh. Yến Quốc cũng không cho một nhà bên này độc thôn, Nam Châu cũng không có thực lực nuốt một mình. Nếu thật sự khuếch tán toàn bộ nhân mã của Nam Châu ra khống chế tất cả khu vực Tần Quốc chiếm lĩnh, đối với Nam Châu chưa chắc là chuyện tốt chỉ có điều nam châu vẫn xuất binh đây là một cuộc chiến sự với thực lực tuyệt đối nghiền ép vô luận là thương chiêu tông và mông sơn minh cũng không tự xuất mã nếu như ngay cả trận chiến dạng này cũng cần bọn họ tự xuất mã không khác gì đang nói nam châu không có người nối nghiệp có người kế nghiệp chuyện này cũng là vấn đề mà mông sơn minh những năm này luôn luôn nỗ lực giải quyết luôn luôn nỗ lực bồi dưỡng tướng lãnh của nam châu hệ lần này nam châu phái ra một đạo nhân mã chia binh hai đường do hai vị môn sinh của Mông Sơn Minh là La Đại An và Lộ Trang chia nhau thống lĩnh. Tuy nói nắm chắc phần thắng, nhưng mà bên này vẫn không dám qua loa, luôn luôn nghiêm mật chú ý động tính tác chiến của Nam Châu phái xuất chinh chiến nhân mã. Đại quân xuất động, cần bên trong Nam Châu hợp, phương diện đối nội lại là Lam Nhược Đình phí tâm lo liệu. La Tiểu An đệ đệ của La Đại An đi theo Lam Nhược Đình coi như bận rộn bể đầu xuất chán. Lam Nhược Đình không ngừng đưa ra trọng trách đè nặng thân thể hắn. Thương Thục Thanh ra khỏi vương phủ, tiến vào Mao Lư biệt viện. Nàng ta ra vào nơi này không bị bất kỳ ngăn trở nào, chỉ có điều càng tiếp cận mục tiêu, trong lòng càng khẩn trương, bắt đầu có chút không biết bản thân mình làm như vậy đúng hay sai, thậm chí là nghiêm trọng hoài nghi hành vi của mình. Nhưng mà dục vọng mãnh liệt muốn biết chân tướng, làm nàng kiên trì đến cùng đi tới. Chương 2110, ai đang thuyết phục ai? Hai, nàng đến, ngay lập tức kinh động đến quản phương nghi. Quản phương nghi lộ diện muốn dẫn hai người đi tới chỗ ở của mình thường thuộc thanh lắc lắc đầu cũng không biết nên mở miệng như thế nào cuối cùng giọng mang có chút run run không tỷ ta muốn gặp mặt vương khiếu tiên sinh có thể được không vậy quản phương nhi ngây ngẩn cả người theo bản năng nhìn về phía ngân nhi mà nàng ta dắt theo người sau mờ mịt không biết cũng không hiểu các nàng đang nói gì hết nhìn đông tới nhìn tây trong mật thất như hiếu đạo và lữ vô song ngồi đối diện một tình cảnh rất hiếm thấy hai người uống trà tán gẫu thiên hạ đại thế sóng sau đè sóng trước thay đổi không ngừng mới là lẽ thường. Cửu Thánh bại vong là chuyện sớm hay muộn, địch nhân trên mặt nổi là bản thân bọn họ lẫn nhau, nhưng địch nhân chân chính lại là toàn bộ thiên hạ. Đứng càng cao, địch nhân càng nhiều, đây chính là chí lý tuyên cổ bất biến. Nhìn như không ai dám trực tiếp nhảy ra ngoài phản kháng các ngươi, nhưng mà đây mới là nguy hiểm nhất. Các ngươi có vô số địch nhân, mà những địch nhân này đều không ở ngoài sáng, toàn bộ đang trong bóng tối. Các ngươi nhìn như nắm quyền lớn cao cao tại thượng, nhưng lại không thể đứng ở chỗ sáng lảng tránh, mà vô số địch nhân lại trong bóng tối, hơn nữa giết đi không dứt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Cho nên từ lúc mới bắt đầu, các ngươi đã chú định phải ngã xuống, đây là chuyện sớm hay muộn, sớm hay muộn sẽ có người nhảy ra ngoài thay vào chỗ các ngươi. Nưu Hữu Đạo nói luôn mồm, hy vọng một số đạo lý có thể khiến cho Lữ Vô Song nghe lọt được. Lữ Vô Song lần này lộ ra một lượng lớn sơ hở, Lục Thánh rất nhanh sẽ diệt trừ toàn bộ bọn họ, liên quan trọng đại như hữu đạo thật sự không có cách nào không điếm xỉa tới. Hy vọng có thể khuyên Lữ Vô Song hợp tác, nói ra lời cần nói. Hắn trở lại một cái liền truyền tin cho Sa Như Lai, kêu Sa Như Lai chú ý lục thánh khi nào trở về thánh cảnh, cũng kêu tai mắt liên quan biết hết sức chú ý các đường tin tức, nhìn xem có thể xuất hiện theo như lời của Lữ Vô Song nói hay không, lục thánh sẽ khí thủ thánh cảnh tự mình chấn giữ nhân gian đến dọn dẹp bọn họ. Nhưng mà cho dù Nghiêu Hữu Đạo nói như thế nào, Lữ Vô Song cũng chỉ mỉm cười lãnh đạm ngồi nghe, bưng trà trầm chậm, chậm thưởng thức từ đầu tới giờ rất ít hé răng nghiêu hữu đạo nói xong lời cuối cùng chính bản thân hắn cũng cảm giác nói không có ý gì rồi cuối cùng hỏi nàng có gì đắn đo có thể nói ra có thể thương lượng giải quyết lữ vô song đặt chén trà xuống nở nụ cười ngươi nói không giữ lời trước việc mà ta đã giúp các ngươi trước đó ngươi lại động sát cơ đối với ta nếu không phải bị ta lấy lời nói chĩa vào yếu điểm chỉ sợ ta hiện tại còn không biết là kết cục gì ngươi bây giờ nói nhiều như vậy có ý tứ sao cảm thấy ta còn có thể tin tưởng sao? Ngươi nếu thật sự có thành ý, mọi người biến thành người một nhà, hai bên đều yên tâm, chẳng lẽ không tốt sao? Nghiêu Hữu đạo nói, nàng biết rõ hắn không có hảo cảm với nàng, còn muốn gả cho hắn, gả cho đại lão thô như vậy, bản thân nàng không cảm thấy uất ức sao? Lữ vô song hỏi lại, đối với ta người như thế mà nói, uất ức tính là gì? Tuyết lão thái bà bị vây công tại vô lượng viên, có biệt khuất hay không? Làm đạo lâm tại vô biên các bị vây công, hắn có biệt khuất hay không? Nguyên bàn tử bị móc một con mắt, chẳng lẽ không uất ức? Ta trải qua vô số uất ức, đã sớm có thể lấy ra làm cơm ăn. Không có uất ức, xảy ra chuyện chỉ có thể đi đối mặt, nếu nuốt không trôi tức giận làm loạn, ta cũng không sống tới ngày hôm nay. Thật ra ta ngược lại không rõ các người nghĩ như thế nào. Ta tự nhận nhan sắc không kém, bàn về thân phận địa vị, thiên hạ nữ nhân có người nào có thể sánh ngang ta. Ta điểm nào không xứng với hắn, các người có gì tốt làm kiêu chứ ta rơi xuống đến trình độ này, đã là không đường có thể đi, cần tìm một đường ra. Các ngươi cũng cần ta trợ giúp, cho dù đứng ở góc độ thông gia, đối với ta và ngươi song phương đều có lợi đấy. Ta không cho rằng các ngươi nhất định cự tuyệt, như hữu đạo nói, ý nghĩa cuộc sống của mỗi người không giống nhau, tính tình cũng không. Hắn nếu như đáp ứng, chính là dày xéo lằn danh làm người của hắn, hắn sẽ cả đời tội lỗi. Sự việc của Phùng Quan Nhi nàng ít nhiều cũng biết một chút là hậu quả gì gặp phải chuyện rồi, hắn phải lấy mệnh đi thường. Nàng không phải cũng chính bởi vì chút chỗ đáng quý này của hắn, có thể làm người trông cậy vào bảo vệ tánh mạng của nàng, nên nàng mới nhìn chúng nhất quyết phải gã cho hắn đấy sao? Người giống như ta, nàng dám gả cho sao? Nói đến Phùng Quan Nhi, nàng nên biết quan hệ giữa hắn và Phùng Quan Nhi. Hắn nếu cưới nàng, với hắn mà nói, Phùng Quan Nhi làm sao bây giờ? Lữ vô song nhẹ nhàng ung dung, nữ nhân kia không xứng với hắn, người chớ hiểu lầm, ta không có bất kỳ ý tứ hèn hạ gì với Phùng Quan Nhi, giá cả cao thấp thế nào với ta mà nói không có ý nghĩa. Ta chỉ là luận sự, loại người đến trình độ như viên cương lại cưới nàng ta sao? Cưới nàng ta làm gì? Nàng ta lại có thể làm gì? Sẽ sưởi ấm giường sao? Nhu tình như nước ư? Có phải có thể nói mấy lời nói quái gì đó dỗ dành nam nhân vui vẻ à? Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Lui một bước nói, cái nàng ta có ta đều có, nàng ta có thể làm được, ta cũng có thể làm, cho dù là giả vờ, ta cũng có thể giả vờ tốt hơn so với nàng ta. Ngược lại ta đối lập nàng ấy, nàng ta không được. So với ta, nàng ta chính là cái phế vật, nhiều nhất chính là cái bình hoa, nhìn lâu sẽ chán đấy, nói là trói buộc cũng không phải là quá đáng. Như hiểu đạo, người nếu thật sự coi viên cương là huynh đệ, nên lý tính suy tính. Viên cương là người có chỗ thiếu sót to lớn, cùng thế đạo này cách không vào, cưới phùng quan nhi sẽ hại hắn. Mà ta khác biệt, ta nếu trở thành thê tử của hắn, là người có thể trợ giúp hắn, ít nhất có thể khiến cho hắn sống được lâu một chút. Nàng vừa nói vừa giơ tay lên chỉ chỉ đầu của mình. Nghiêu hiểu đạo, người là người thông minh, người bằng tâm lòng mà nói, viên cương những loại người này không phải càng cần nữa một nữ nhân giống ta làm hiền nội của hắn hay sao? Nói cách khác, loại người như người có thể suy tính cảm thụ về phương diện tình yêu nam nữ hay sao? Cái loại người tính tình như người thật ra không có tư cách lo lắng những thứ hư vô đó. Hắn cần chính là trợ giúp, cần một người có thể chăm sóc hắn. Ta tin tưởng nếu không có sự trợ giúp của ngươi, hắn cũng không sống được đến bây giờ. Vân cơ nghe bên cạnh, không nhịn được nhìn xem phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, có chút không biết là ai đang thuyết phục ai đây. Ngưu Hữu Đạo hơi lộ ra trầm mặc, từ từ bưng trà chậm chậm thưởng thức. Lữ vô song cũng bưng lên chén trà, chậm rãi ung dung bồi thêm một câu. Chỉ cần ngươi không nhúng tay can dự, chỉ cần ngươi không cản trở từ bên trong, ta tin tưởng viên cương sẽ đáp ứng. Loại người như hắn, đối mặt tình huống như vậy, cho dù không vì chính bản thân hắn, cũng sẽ đáp ứng. Tên ngốc tử này có chút tinh thần hy sinh cái tôi như vậy, làm chút việc ngốc rất bình thường. Như hiểu đạo nhớn mày nói, nàng thật giống như hiểu biết rất rõ bộ dáng của hắn vậy. Lữ vô song nói, loại kỳ quái này khó gặp một lần, không cần tiếp xúc quá lâu, ít nhiều có thể nhìn ra một chút, ta dù sao sống mấy trăm năm, vẫn phải có chút nhãn lực như vậy. Nói thật, không phải tin cách làm người của hắn, tại đệ ngũ vực ta chưa chắc sẽ nói. Hắn hại ta thành như vậy, không phụ trách sao được. Ta phải dựa vào hắn rồi, Người cũng phải hiểu, ta cao cao tại thượng đã nhiều năm như vậy, rơi xuống đến trình độ này, không có lý do không vì mình tranh thủ một nơi trốn cần thiết, người khác không tệ, nhưng gả cho hắn, ta an tâm hơn. chương 2111, lại gặp đạo gia. Như hữu đạo thiếu chút nữa bị nàng ta nói thành giở khóc giở cười, nhắc nhở. Nàng cũng là người thông minh, nàng có nghĩ qua cảm thụ của hắn hay không? Hắn nếu không thích nàng, cưới nàng, cũng chưa hẳn là nơi trốn mà nàng cần. Lữ vô song nói, thiên hạ bao nhiêu anh hùng hảo hắn ta đều có thể dẫm đạp dưới chân, ngươi cho là hắn có thể cao minh đi nơi nào hay sao? Ngươi yên tâm, đây không phải là những chuyện khác, trở thành vợ chồng, sẽ không có cách đêm thủ đấy. Nếu ngay cả hắn đều bắt không được, ngươi nói ta thông minh là đang châm chọc ta. Hắn muốn thục nữ, ta có thể biến thành thục nữ, hắn muốn dâm phụ, giữa vợ chồng không làm sao cả, ta cũng làm được, tóm lại ta sẽ khiến hắn hài lòng đấy. Điều này với ta mà nói không coi là việc khó khăn gì. Người nghĩ quá nhiều lo lắng vớ vẩn, ta cũng không sợ, người sợ cái gì. Hắn cưới ta, là phúc khí của hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Về phần phùng quan nhi đó, ngay cả tư cách làm đối thủ cạnh tranh của ta cũng không có, không cần để ý. Người cũng không cần đi quản phùng quan nhi gì cả, việc nhà của ta sẽ do ta tự xử lý, sẽ cho mọi người một lời đáp hài lòng, sẽ không tùy tiện khiến cho nữ nhân bắt gà đuổi chó không yên, ít nhất sẽ không để cho viên cương có ý kiến gì. Viên cương cũng không có ý kiến, ta xử trí như thế nào phùng quan như kia. Xem ra người cũng sẽ không có ý kiến gì chứ hả? Như hữu đạo không ngờ lại không lời chống đỡ, nữ nhân có thể nói chuyện thành như vậy, hắn cũng là đầu gặp được. Không có cách, đời trước cũng chưa gặp gỡ qua nữ nhân sống mấy trăm năm, thật sự không biết cảm tình trên mặt của người như thế là thứ ý nghĩ gì lữ vô song nâng khẽ mắt xem xét phản ứng của hắn tiếp tục thưởng thức trà chính lúc này quản phương nhi vội vã đi tới thấy lữ vô song cũng có mặt lúc này dừng bước cho nghiêu hữu đạo một cái ánh mắt lời của đối phương nghiêu hữu đạo cũng đích thật là cần tiêu hóa một chút hắn liền nói với vân cơ trước tiên đưa nàng ta đi xuống nghỉ ngơi đi không đợi vân cơ lên tiếng lữ vô song đã rất tự giác đứng lên vào lúc nàng ta đi ngang qua cạnh quản phương nhi hơi gật đầu chào hỏi tới thác thân mà qua đã đi ra Ngưu Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng nàng ta rời đi, nhíu lông mày, phát hiện cục diện dường như có chút đảo lộn rồi, là ai thuyết phục ai đây? Đợi người đã đi xa, Quản Phương Nhi mới lên tiếng nói: Đạo gia, đã xảy ra chuyện rồi. Ngưu Hữu Đạo uống trà chậm rãi. Chuyện gì? Quản Phương Nhi đáp: Quận chúa dẫn Ngân Nhi đến rồi, nói muốn gặp Vương khiếu. Ngưu Hữu Đạo thần tình cứng đờ, lập tức không có tâm tư uống trà nữa, đặt chén trà xuống, buông tiếng thở dài. Tên hám ăn ơi là tên hám ăn! biết ngươi không đáng tin cậy mà, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán đi lão tử rồi. Quản phương nghi than thở, ai nói không phải chứ, mặc dù có chuẩn bị tâm tư, coi như là chuyện trong dự liệu, nhưng mà vẫn không nghĩ tới có thể nhanh như vậy, ngay cả nửa ngày cũng chưa trôi qua. Ngân nhi này đích thật rất không đáng tin cậy, nàng ta bèn cất tiếng hỏi, làm sao bây giờ, như hữu đạo đáp, còn có thể làm sao, biết đều biết rồi, dù có trốn trốn tránh tránh cũng không có ý nghĩa nữa, cho mời đi. Quản Phương Nhi thử hỏi một câu, ngươi không sợ sao? Nghiêu Hữu Đạo lập tức tức giận nói, ta sợ cái gì, ta có gì phải sợ, đi thôi, có một số việc ta cũng đang muốn hỏi nàng ta một chút. Mạnh miệng ha, Quản Phương Nhi nói thầm trong lòng một câu, không nói nhiều, xoay người đi. Hai người họ ra mật thất, qua mật đạo, đi ra đình viện phía ngoài. Thương Thục Thanh đứng dưới trang sao, chờ trong sân, rất khẩn trương. Nàng ta thấy Quản Phương Nhi xuất hiện lần nữa, lại khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm chặt không buông tay của Ngân Nhi. Quận chúa, đi theo ta, quản phương Nhi đi tới, đưa tay mời. Thương Thục Thanh bảo sao nghe vậy gật đầu, đi theo, kết quả phát hiện vẫn là đi tới chỗ ở của quản phương Nhi, lúc này cất tiếng yếu ớt. Không tỷ, ta muốn gặp mặt vương khiếu tiên sinh, ý tứ muốn đi tới bên vân cơ, quản phương Nhi thở dài. muội tử, là gặp vương khiếu, người ta nói, ở chỗ này của ta gặp nàng. Thương Thục Thanh lúc này không nói, vừa khẩn trương lại lo lắng, vạn nhất bản thân mình phán đoán sai lầm, tên vương khiếu kia không phải đạo ra làm sao bây giờ. Hai người được quản phương nghi trực tiếp dẫn vào gian phòng của mình, chỉ thấy quản phương nghi lấy một tấm vải tre, cười nói với Ngân Nhi. Ngân Nhi, chúng ta chơi một trò chơi được không? Ngân Nhi gương mặt khinh bỉ nhìn nàng ta, không để ý. Quản phương nghi lúng túng, lại không tiện miễn cưỡng. Mấu chốt không dám mạnh bạo với tên tham ăn này Nàng không làm gì khác hơn là gì bên tai thương thuộc thanh nói làm phiền quận chúa che mắt nàng ấy lại thương thuộc thanh hồ nghi không hiểu có vẻ như đang hỏi có cần thiết này sao quản phương nghi gật đầu quận chúa làm theo là được làm như vậy cũng là không có cách thật sự ngân nhi rất không đáng tin cậy nếu để cho ngân nhi thấy lối vào của mật đạo đã biết phương thức tìm như hữu đạo sau này không có người kiềm chế năng lực hơn nữa thẳng thắn đột nhiên xông đến tìm như hữu đạo làm sao bây giờ không thể để cho tên tham ăn này biết được đường đi nàng ta nắm giữ sự việc đã nhiều năm như vậy không đến nổi ngay cả chút phòng bị hậu hoạn này cũng không biết. Thương Thục Thanh bất đắc dĩ, không làm gì khác hơn là lừa gạt Ngân Nhi, lời của nàng vẫn có tác dụng. Nàng thuận lợi che mắt của Ngân Nhi, dắt tay nàng bé đi theo quản phương nghi. Bức tường tủ được đẩy ra, lộ ra một cửa vào của mật đạo, tiến vào mật đạo, phát hiện trong mật đạo còn có mật đạo ẩn giấu. Đợi cho nhóm người cuối cùng xuất hiện trong mật thất, Thương Thục Thanh nhìn thấy người nam nhân ngồi ngay ngắn sau bàn thưởng thức trà, chính là vị vương khiếu kia thương thục thanh vô cùng khẩn trương nhìn lại hoàn cảnh trong mật thất trên tường treo không ít bản đồ còn có bản đồ của thánh cảnh mà nàng ta chưa thấy qua quản phương nhi bỏ qua một bên hai người đi tới một bên đứng vững ánh mắt nhìn chung quanh cũng không biết hai người này hội kiến sẽ xảy ra chuyện gì nghe nói quận chúa muốn gặp ta nghiêu hữu đạo kìm nén cổ họng chỉ dùng thanh âm của vương khiếu chưa đến một bước cuối cùng theo bản năng vẫn muốn có thể giấu giếm thì cứ giấu giếm thương thục thanh bỏ tay của ngân nhi ra nửa ngồi hành lễ. Bái kiến tiên sinh, không cần đa lễ, như hữu đạo đưa tay tương thỉnh, mời đối phương ngồi đối diện. Nhưng Ngân Nhi nghe được thanh âm khác, lại không còn bị rắt tay nữa cũng không khách khí, giơ tay lên một phen kéo xuống vải che trên mắt, hồ nghi nhìn chầm chầm như hữu đạo, không nhận ra. Hết cách rồi, như hữu đạo cất bước ở bên ngoài không có khả năng đẩy khuôn mặt của vương khiếu làm việc, là một gương mặt giả khác, huống chi lại có ý định che giấu giọng nói. Thấy Ngân Nhi không nhận ra, Thương Thục Thanh có chút lúng túng. Ngồi đi, Vương Khiếu lần nữa đưa tay mời mọc, Thương Thục Thanh giữ lễ, khách tùy chủ tiện, đi tới đối diện ngồi xuống, không biết nên mở miệng như thế nào, băn khoăn dị thường. Nghiêu Hữu đạo châm trà rót nước, đưa một chén trà đến trước mặt Thương Thục Thanh, mời nàng uống. Thương Thục Thanh hạ thấp người đã cảm ơn, quận chúa tìm ta có việc gì sao? Nghiêu Hữu đạo hỏi, Thương Thục Thanh hơi thấp đầu, giọng ấp úng đáp, Thanh Nhi có một yêu cầu quá đáng, hy vọng tiên sinh thành toàn, Nghiêu hữu đạo, ta xin rửa tay lắng nghe. Thương Thục Thanh ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn hắn. Thanh Nhi mạo muội, tiên sinh có thể bỏ xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng nhìn một chút được không? Nghiêu hữu đạo hỏi bình tĩnh, nhất định phải như vậy sao? Hắn nói không tính là, Ngân Nhi đã chạy qua, níu hắn, muốn kéo mặt nạ của hắn xuống. Thương Thục Thanh cả kinh, quát, Ngân Nhi, không được vô lễ. Nghiêu hữu đạo trở tay biến thành trào chụp một cái, đã từ cánh tay khác của Ngân Nhi, ấn nàng lên trên. Ngân Nhi của trạng thái này không phải đối thủ của hắn. Chương 2112, Bích huyết đan tâm 1. Nhưng mà Ngân Nhi tánh khí lớn nha, dưới lúc không có lực phòng ngự, lại bị người khi dễ, lập tức nổi giận, vùng vẫy nhe răng ra. "Người xấu, người xấu." Khóe miệng của Ngưu Hữu đạo giật một cái, phát hiện tình huống không ổn, có thể cảm giác được khí lực của Ngân Nhi đang nhanh chóng tăng trưởng, nói cách khác, đã nhận ra dị chủng yêu lực trong cơ thể Ngân Nhi đang nhanh chóng chuẩn bị phát sinh ra. Thương Thục Thanh đứng lên, tiên sinh ngài không được chấp nhận với nàng ấy xin bỏ qua cho nghiêu hữu đạo xem xét nàng ta một cái nhìn lại quản phương nhi cười cười xem náo nhiệt đơn trưởng ấn trên người của ngân nhi thì pháp vì nàng hóa giải dị chủng yêu lực nhanh chóng nảy sinh trong cơ thể ngân nhi nằm úp sấp trên bàn ra sức quay đầu reo lên rất hưng phấn đạo đạo thương thục thanh trong nháy mắt đờ đẫn kinh ngạc nhìn Như hữu đạo Như hữu đạo nới lỏng một tay giơ tay lên xé rách mặt nạ ném cho quản phương nhi cũng lộ ra hình dáng, tiếp tục vì Ngân Nhi tiêu trừ dị chủng yêu lực trong cơ thể. Sau khi hắn hóa giải hoàn tất, một phen nắm tay Ngân Nhi, đẩy ra. Đi sang một bên, hắn lại dương mắt, chỉ thấy thương Thục thanh răng ngà cắn môi gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Như hữu đạo mỉm cười, ngồi xuống, cũng đưa tay tương thỉnh. Quận chúa, ngồi đi, thương thục thanh không nghe hắn, vẫn đứng ở đó, nói chính xác là không dám có động tác dư thừa, sợ không khống chế nổi tâm tình của mình đạo đạo ngân nhi không nghe lời lại đi qua kéo quần áo của hắn lại được rồi như hiếu đạo mặc kệ nàng tiếp tục đưa tay mời thương thục thanh ngồi xuống quận chúa đừng lấy làm lạ sở dĩ che giấu xanh xanh từ từ tất cả hung hiểm đích xác có quá nhiều bất đắc dĩ thương thục thanh cắn đau mình cuối cùng chậm chạm qua một chút thời gian ngoài miệng đã cắn ra vết máu suốt cuộc ngồi xuống từ từ chỉ thấy nam nhân đối diện vẫn bình tĩnh ung dung như vậy không có gì biến đổi chỉ có điều khuôn mặt có vẻ càng trở nên thành thục có lẽ do nguyên nhân của năm tháng. Thanh âm của nàng ta không khỏi có chút ứ nghẹn, Thanh Nhi hiểu rõ, nụ cười kia khỏi phải nói có bao nhiêu gượng ép, như hữu đạo, lần này sở dĩ gặp quận chúa, là bởi vì có việc muốn hỏi quận chúa, xin quận chúa nghiêm túc cho biết. Thương thục thanh nếm được vị mặn của máu nơi bờ môi của mình, hơi gật đầu.